kênh livestream vào lúc 21 giờ ngày thứ 3 và thứ 5 trên kênh TikTok của Bay Hà Nội nha. Chào mọi người. Và sau một cái ngày thứ 3 là những cái ngày nghỉ lễ rất là vui vẻ, mình cũng có nhắn tin ở trên Phở Bò và thông báo cho Phở Bò là ngày thứ 3 vừa rồi thì mình có offline bởi vì là mình bận đi chơi với gia đình. Thì ngày hôm nay, ngày thứ 5, mình đã quay trở lại đây trong phiên livestream của ngày thứ 5 lúc 21 giờ cùng mọi người đây. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì ngày hôm nay, không biết là các bạn có mong chờ câu chuyện mình đem đến cho các bạn là câu chuyện gì hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến series chuyện ma có thật ở Thái Bình, đến từ tác giả Trung Kiên. Đó chính là câu chuyện Thái Bình, mảnh đất nhiều ma nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phiên livestream của Cô Bé Hà Nội. Và để cái phiên livestream của chúng ta lên viral thì mình rất là mong các bạn hãy thả tim thật nhiều vào màn hình để cho cái phiên livestream của chúng ta lên viral nha. Vâng, chào anh Trung Kiên. Các bạn ơi, để tương tác nhiều hơn với cả tác giả Trung Kiên thì các bạn hoàn toàn có thể tìm Phở Bò của tác giả nha. Tất nhiên thì mọi người hay hỏi Cô Bé Hà Nội là thế những câu chuyện mà Cô Bé Hà Nội kể nó có thật hay không? Thì mình cũng xin trả lời mọi người như này: cái câu chuyện nào mà được nói là có thật thì mình nói là có thật, còn câu chuyện nào là do các tác giả viết dựa trên những tình tiết có thật thì mình sẽ nói là tác giả viết dựa trên những tình tiết có thật nha. Và nếu mà các bạn muốn nghe thật nhiều hơn những cái câu chuyện tâm linh có thật ứng dụng trong cuộc sống, các bạn hoàn toàn có thể vào trang cá nhân Cô Bé Hà Nội của mình để xem các cái clip ngắn của Cô Bé Hà Nội, cũng như là ủng hộ nhiều hơn cho Cô Bé Hà Nội nha. Và mình cũng xin giới thiệu là mình có một kênh IT, thôi thì gọi là kênh nói ở trên livestream thì mình rất là sợ TikTok báo vi phạm, thì mình cũng nói luôn là kênh YouTube nha mọi người, cũng là tên Cô Bé Hà Nội. Và các bạn có thể xem nhiều clip hơn, cũng như là xem clip nhanh hơn, sớm hơn và full. Có những cái câu chuyện ở trên TikTok ấy, thì cái nền tảng này họ sẽ cấm vì những cái đấy nó vào những cái hành động nguy hiểm, nên là mình buộc mình phải tắt tiếng. Nhưng mà ở trên kênh YouTube của mình ý, thì là mình up full, nên là mình cũng xin nói lại để các bạn khán giả mới mà theo dõi kênh thì các bạn có thể chủ động lên kênh YouTube của mình để các bạn nghe lại nha. Kể cả các buổi livestream của Cô Bé Hà Nội cũng sẽ được re-up lại vào lúc 18 giờ của ngày hôm sau ở trên kênh YouTube Cô Bé Hà Nội nha. Cảm ơn Pudding Bơ, cảm ơn Lười Về nha. Mình cũng mới like được đâu đó 2 phút, 3 phút thôi. Thì không biết là kỳ nghỉ lễ vừa rồi của mọi người thế nào, có vui không? Mình thì đi chữa lành mọi người ạ. Nhưng mà thực sự nó là lành ít dữ nhiều. Tại vì ngày hôm đấy nếu mọi người mọi người vẫn nhớ thì cái ngày hôm mà 30 tháng 4 xong 1 tháng 5 cái trời nó mưa tầm tã luôn. Và mình thuê được một cái villa mà cả đêm nghe tiếng gió giật. Sau đấy là nước mưa nó tràn hết cả vào phòng ấy. Nhưng mà rất may là căn villa không có ma, mình ở một đêm thôi nhưng mà rất là vui. Cũng là một cái chuyến du lịch đáng nhớ. Chào bà Trân lạnh toát nhá. Sao em ốm giặt dẹo từ hôm về quê đến giờ. Thế chúc Sơn sớm khỏe mạnh lại này, sớm uống thuốc thì hợp thuốc mà khỏi được cái bệnh amidan nha. Chứ cái bệnh amidan khổ lắm, nói thật. Mình cũng, cái giọng của mình á, mình bị viêm thanh quản mãn tính. Tức là cứ một thời gian thay đổi thời tiết ý, là mọi người sẽ thấy rằng là mình kêu là mình mất tiếng đúng không? Là mình bị viêm amidan nha. Đúng rồi, chữa lành xong là rách luôn đấy mọi người. Cảm ơn Đặng Thị Ón nha. Chào Quốc Khánh. Ok, để mọi người vào đông đông rồi. Cảm ơn 449 bạn đang theo dõi kênh Cô Bé Hà Nội. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, ngày hôm nay thì Cô Bé Hà Nội xin bắt đầu vào cái series Chuyện Ma Có Thật ở Thái Bình. Thái Bình, mảnh đất nhiều ma, đến từ tác giả Trung Kiên. Cảm ơn Ngọc đã tặng hoa cho Cô Bé Hà Nội nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhờ mọi người rảnh tay thì thả tim thật nhiều hình nha. Và ở cái câu chuyện này ấy, để dựa theo đúng nguyên tắc của tác giả thì Cô Bé Hà Nội xin xưng ngôi tôi theo ngôi kể chuyện tác giả nha. Quỷ ma hay là chuyện ma thì nó luôn là một chủ đề từ xưa tới nay gây rất là nhiều tranh luận và kích thích sự tò mò của con người, đôi khi không có lời giải thích thỏa đáng. Những chuyện ấy, người tin thì bảo là có, cái người không tin thì nói rằng những câu chuyện này, những cái hiện tượng về ma quỷ chỉ là một cái sản phẩm đâu đó của trí tưởng tượng phong phú mà con người vốn đem ra để hù dọa lẫn nhau mà thôi. Tôi là Kiên, một kỹ sư nông nghiệp, và trong buổi trà dư hậu tửu giữa một đêm trăng thanh tại quê lúa Thái Bình và cũng là quê của thằng Chiến, bạn cùng phòng, thì hôm nay, may mắn,
tôi đã có dịp ngồi nghe và bàn luận về vấn đề gây tranh cãi này từ bấy lâu nay. Và nhắc đến Thái Bình, người ta đã vốn quen với một miền quê chủ phú, một nắng hai sương. Thế nhưng trước kia thì đây cũng là một trong những nơi mà bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất. Và cũng là nơi mà xảy ra nạn đói kinh hoàng nhất những năm 1945, cướp đi sinh mạng của trên 28 vạn đồng bào. Đây quả thực là một con số đáng sợ. Có thể vì lẽ này mà chuyện ma ở Thái Bình xuất hiện rất là nhiều. Trải qua những năm tháng tối tăm vì chiến tranh, bom đạn, cho nên những dị chuyện, những câu chuyện ly kỳ cứ trôi nổi trong dân gian và rồi được truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ kia, nghe thực thực hư hư. Và cái ngày hôm đó, tôi đang ngồi tựa lưng vào cây cột nhà ở ngoài hiên với đôi mắt lim dim vì chất men sau bữa cơm quê, thì có tiếng của ông Tùng nhà bên. Ông Tùng này là hàng xóm của thằng Chiến. Ông ấy đi sang cất giọng sang sảng, nói làm tôi chú ý. Nay nhà có khách hở? Thế hai thằng về từ khi nào? Tôi mở mắt gật đầu, lên tiếng chào. Người nhà quê đôn hậu và gần gũi, khác hẳn với dân thành phố, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái lắm từ cái lúc đặt chân tới đây. Thằng Chiến rót nước mời. Mấy anh em chú cháu đang ngồi quay lại với nhau, bàn việc ngày mai dỗ ông nội của nó. Thì ông Tùng trong lúc cà kê nói câu chuyện mới xảy ra lúc sáng, làm ai nấy chợt trở nên im lặng. Này hồi xưa ấy, ở cái cống tràn có người chết, là cái thằng trẻ con làng bên đi bắt cá cờ lũ bạn. Nghe bảo mới học có lớp 7 thôi, nòm đếm mà khổ. Cái cuộc nói chuyện đang rôm rả, nó bỗng trở nên im hẳn. Tôi mới nhíu mày tỉnh như sáo sậu, vì cứ nghe cái gì mà người chết, đã thế lại còn là trẻ con, thì tôi mới sốt sắng hỏi ông. Ôi ông ơi, thế lớp 7 à? Khổ thế nhỉ? Chắc là chết đuối hay sao hả ông? Ông Tùng lắc đầu. Thằng Chiến nghe thấy hai từ cống tràn, chợt tôi thấy khuôn mặt nó thay đổi, rồi nó thở dài, ánh mắt nó nhìn xa xăm. Những câu cống tràn, lại là cống tràn, nó cất lên. Một thằng tới từ nơi xa lạ như tôi, chỉ biết ngồi nghe ông Tùng châm bi thuốc lào, cứ thế nói trong đau xót. Không phải là chết đuối, mà nó là chết nước. Ở cống này từng xảy ra nhiều vụ lắm, có dớp với cháu ạ. Chết nước? Lại không phải là chết đuối? Thế là như thế nào à ông? Ông Tùng nhả khói phà phà. Mấy đầu khi tôi nghe ông kể có thằng bé chết ở cống tràn, thì trong đầu tôi liên tưởng ngay đây là một vụ chết đuối ở ngoài mương, ngoài sông, nơi có cái cống rất là to. Thế nhưng ông Tùng ông lại bảo là chết nước, nhưng lại không phải là chết đuối, khiến cho tôi lấy làm khó hiểu. Một cái sự hoang mang toát lên từ tôi. Rồi cứ thế, ông Tùng chậm rãi kể câu chuyện trưa nay về thằng bé xấu số. Thì là chết đấy, chết ở dưới nước. Nước chỉ có ngang như bụng người thôi. Cái cống tràn này xây từ lâu rồi, lại là cái nơi cấp nước cho cánh đồng xã khi xưa. Chưa được kè bê tông cho nên nó hay lở người, người ta mới hay gọi là cống tràn mà thôi. Ở đây nước cao xâm sấp, mấy cái vũng lầy thì rất là nhiều cá, cho nên cũng là cái nơi tụ tập vui chơi của bọn trẻ nhỏ, vốn cái bọn tính hiếu kỳ ấy mà. Thằng bé trưa nay chết, nếu không nhầm thì là nạn nhân thứ 5 rồi đấy. Đã từng xảy ra mấy vụ như thế, và hầu hết toàn bị dìm chết. Chứ tao nói thật, nước chỉ cao đến bụng thì chết đuối thế nào được. Khuôn mặt tôi tái dại. Đã 5 cái chết xảy ra, lại còn là bị dìm chết, thì liệu nó là chết như thế nào nhỉ? Tôi mới hỏi. Dìm chết? Này, ông ơi, thế giết người ông? Ông Tùng lắc đầu. Tôi thoáng thấy trên khuôn mặt ông có nét sợ hãi, thì đoán dường như đây có lẽ là một cái chết khá là bí ẩn. Thì giết người thì có công an rồi mày. Đây là chết tai nạn. Mấy cái chết xảy ra đều kiểu có người ngã xuống nước ấy. Chết ở dưới nước cứ như vậy mà thôi. Thế ông hỏi mày có tin ma không? Tao nói thật chứ, chỉ có ma mới có thể giải thích được, chứ mọi lý lẽ đặt ra với vấn đề này ấy, bây giờ đều trở thành vô lý hết cả rồi. Nghe đến đây, tôi gai người lẩm bẩm. Từ trước tới nay, tôi vốn chưa nhìn thấy ma quỷ, cho nên những cái chuyện ma mị đối với tôi chỉ là chủ đề để mà giải trí mà thôi. Thế nhưng ông Tùng đã tầm 70, những lời ông nói ra không phải là giải trí, và cũng không thể đem một câu chuyện về những cái chết ra để mà hù dọa bọn tôi được. Một người khách mới đến nhà, ông Tùng tiếp tục kể. Thì cái thằng bé trưa nay cùng ba thằng bạn đi bắt cá, chúng nó tan học từ 10 giờ hơn.
Thế nhưng chẳng hiểu sao rủ nhau ra đây đúng vào hôm dỗi việc, đồng thì lại chẳng có ai. Lang thang thế nào đến tầm 11 giờ thì lại có thằng bạn học chạy dọc bờ đê. Nó hô hoán người ta ra thì thấy ở bên trong cống nước cái thằng bé kia đã chết. Mà ghê lắm mày ạ, à, chết cắm đầu xuống, chổng mông lên y như là có ai dìm ấn mặt nó xuống ấy. Ui, kinh vậy. Tôi bất giác thốt lên đến đơ cả lại. Những người có mặt gồm bố, các chú và anh em họ nhà thằng Chiến, mỗi người thêm vào một câu khiến cho mọi thứ nhanh chóng trở nên xôn xao. Ông Tùng kể rằng lúc mấy thằng bạn kia phát hiện ra thằng nhỏ xấu số thì mới chỉ vài phút trước thôi, nó còn đang sống nhăng. Ở trong cống tràn, nơi từ kênh thủy lợi thông vào trong đồng, có một cái hầm ngầm nho nhỏ dài khoảng 3 mét thông qua đường cái. Nơi ấy lại có đoạn gấp khúc, cá thì mắc cũng nhiều, và chỗ thằng nhóc kia chết lại chính là cái đoạn này. Tôi lên tiếng. Ông ơi, thế vậy là không ai phát hiện ra nó gặp nguy hiểm à ông? Ông Tùng gật đầu xác nhận. Nghe kể thì những sự ra đi ở cống tràn luôn là một điều bí ẩn, bởi khi phát hiện ra thì nạn nhân đã chết hẳn và thực sự không ai biết được điều gì đã xảy ra. Người dân quanh đây nói trong cái hầm thông qua đường nó có ma. Khi xưa đã từng có một con bé ngã chết ở đây, và từ ấy thì cả một quãng cống tràn người cứ kéo nhau đi liên tiếp. Thằng Chiến lúng búng. Thế là cái người kéo thế mạng rồi. Cháu nói thật, đây là dớp ấy. Ông Tùng gật đầu. Tôi đã từng nghe nhiều về dớp. Những cái dớp ở các khu vực thường xảy ra tai nạn thì ban đầu sẽ có người chết, và sau này sẽ có những vụ khác tai nạn cũng chết theo ở đúng cái khu vực xảy ra. Thế nhưng dớp chết nước, đây là lần đầu tiên mà tôi từng nghe qua. Kể cũng lạ, khi mà thằng nhỏ kia chết úp mặt xuống nước như bị ai đó ấn đầu xuống, nước vẫn ngập xâm xấp, nó chết sặc mà không ai biết thì quả thực là một điều kinh dị. Không ai biết được khoảnh khắc cuối cùng ấy nó đã gặp phải chuyện gì đáng sợ nữa. Cũng không thể hiểu được vì tại sao mới chỉ vài phút thôi, chẳng nhẽ nó không vẫy vùng quẫy đạp và lũ bạn ở ngoài cũng không phát hiện ra hay sao. Chỉ nghe thấy ông Tùng bảo khi kéo được ra thì mắt nó vẫn mở chân chân. Khuôn mặt nó, cái sự sợ hãi vẫn hiện nguyên lên. Và có lẽ nó cũng chỉ vừa mới tắt thở mà cũng không có ai kịp cứu nó. Trong đầu tôi bắt đầu dấy lên đầy những suy nghĩ. Câu chuyện của mọi người nhanh chóng đổi chủ đề. Và rồi mọi người trong nhà bàn luận về cái cống tràn quỷ quái kia, gác lại chuyện lo việc cho ông thằng Chiến ngày mai. Trẻ con ở quê có một tuổi thơ đẹp hơn chúng bạn ở thành phố ngoài kia. Thế nhưng cũng đầy rẫy những sự nguy hiểm, giống y như cái vụ việc trưa nay. Bởi chúng nó hay đi chơi lang thang bờ bãi và ít bị quản lý giống như lũ trẻ ngoài thành phố. Tôi mới băn khoăn nói. Thế sao ở quê mình không làm biển báo nguy hiểm ở ngoài đó ạ? Với lại đã xảy ra mấy vụ rồi, sao không mời thầy về để mà xem hả các ông? Thằng Chiến nghe thế vậy thì nó khẽ cười. Tôi không hiểu gì, nó ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn ra cánh đồng tối tăm, bóc miếng bánh cáy đặc sản quê hương. Nó bảo rằng nếu mà để mời thầy về xem thì ở đây có tới hàng trăm nơi cần xem, chỉ riêng quanh cái làng này thôi. Đã là ma thì dù có biển báo nguy hiểm, có trông nom lũ trẻ con ra sao, thì chỉ cần một thoáng sơ sẩy thôi cũng sẽ bị ma nó dắt đi mất. Càng nghe mọi người nói chuyện, tôi càng bị cuốn vào một bầu không khí bí ẩn và đầy u ám. Tôi còn hỏi chuyện gì liên quan đến tâm linh không, hay có chuyện gì liên quan đến ma quỷ nữa hay không, thì ông Cường, bố của thằng Chiến, hào hứng tiếp lời. Được rồi, để chú sẽ kể cho chú mày nghe. Những câu chuyện về chợ họp đêm. Và rồi những câu chuyện ma của đêm đó cũng đã bắt đầu. Ông Cường bắt đầu kể. Làng Phủ Nông khi xưa còn gọi là làng Sót, bởi vì chiến tranh giặc giã đã gần như quét sạch người của các làng quanh đây. Khắp nơi điêu tàn, chỉ còn sót lại cái làng này, cho nên người ta gọi là làng Sót. Nói về thời chiến thì dị chuyện nhiều lắm. Có lẽ cái thời điểm tối tăm ấy, khi mà khắp nơi chìm trong u ám, không có điện đèn, cho nên âm thịnh dương suy cũng nên. Người và ma sống chung với nhau, nó đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi mà người chết bởi chiến tranh loạn lạc, cứ nằm lay lắt, cuộc sống cũng quen dần với cảnh nay sống mai chết rồi. Những cái hồn ma bóng quế, những hiện tượng dị thường
cũng xuất hiện nhiều và vất vưởng. Thời ấy, cuộc sống đã loạn đảo, người dân bắt buộc phải quen với những sinh hoạt về đêm để tránh cái sự càn quét của địch, cho nên cũng gặp lắm chuyện xảy ra. Khu chợ làng Sót những năm kháng chiến chống Mỹ là nơi tập trung buôn bán của những làng quanh đây. Bởi vì là phong tục tập quán, dù có bị chiến tranh tàn phá, thì cái nếp họp chợ ở những vùng quê vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên thì chợ chỉ họp vào buổi đêm và 3 ngày một phiên đều đều như vậy. Ông Kỳ, nhà ở cuối làng, có kể, có một dạo, ông cùng mẹ đi chợ, rồi ngồi bán thúng ở đoạn gốc cây đu ruối, chỗ cuối chợ làng tối họp phiên. Khi ấy đã về gần nửa đêm, ông chạy đi bậy ở dưới bờ kênh, thì bỗng nhiên, ông ngửi thấy có cái mùi gì đó, như là mùi xôi nếp phảng phất, thơm lắm. Hồi ấy nhà ai đói, những cái mùi xôi nếp, oản mà chỉ dịp lễ Tết, họa hoàn lắm mới được ăn ngay, thì lập tức kích thích cái bụng đói, và thực sự thu hút sự tò mò của một thằng bé như ông hồi bấy giờ. Ông mới đảo mắt nhìn quanh, thì khó hiểu khi ông trông thấy một đứa trẻ cũng chạc tuổi ông. Đứa bé lạ mặt, nhìn có vẻ là con nhà giàu có. Thân hình nó mũm mĩm, tay nó cầm nia đựng đầy những xôi, những oản đỏ, thậm chí có cả thịt luộc. Nó đang chỉ ở tay vẫy gọi, khiến cho ông hai mắt trố tròn, nhìn nó đầy khó hiểu. Này, mày ăn không? Lại đây tao cho này. Ông Kỳ kể, khi đó ông cứ như bị nó thôi miên không biết gì cả. Mọi thứ âm thanh của khu chợ cách chỗ ông ngồi vài mét như tan biến, và đôi mắt ông thì cứ như bị xoáy vào cái nia đồ ăn kia. Ông vô thức xách quần chạy theo nó, thì nó dẫn ông đi vòng quanh khu vực bờ mương. Ông cứ đi theo nó mà mắt nhìn nia bánh. Được một đoạn dài lắm thì đến nhà của nó. Đó là một ngôi nhà to lớn kỳ lạ mà ông cũng chẳng thấy bao giờ. Nó nhe răng ra cười. Này, mày ăn đi. Ông Kỳ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ông ngay lập tức bốc xôi ăn ngon lành. Và rồi cứ thế mà ngồi xổm đối diện, chống tay lên cằm nhìn ông. Những thứ đơn giản này thời xưa cũng được coi là thức quà đặc sản với lũ trẻ quê. Ông Kỳ ông ăn ngấu nghiến, ăn ngon lắm. Thế nhưng thằng bé kia không ăn miếng nào, mà cứ ngồi nhìn ông mà cười không ngừng. Một lúc lâu sau phiên chợ tan, khi trăng đã lên cao hẳn trên đầu, mẹ ông đầu tiên còn buôn chuyện với mấy bà đi chợ. Thế nhưng đến khi người ta đã lác đác ra về, thì bà mới bắt đầu để ý là không thấy con đâu. Bà bèn cất tiếng gọi to. Bà gọi một lúc chẳng thấy thưa, thì nóng ruột đi xuống bờ mương để tìm xem. Bà la toáng cả lên, khi lúc này đập vào mắt bà là hình ảnh cậu con trai của mình đang ngồi chồm hổm trong bụi cỏ, đang thò đầu ra một cách vô thức. Hai mắt lơ đãng đang ngồi bậy trên một cái mô đất nhỏ, mồm thì cười cười nói, rồi cứ thế dùng tay bốc mấy cái cục mà mình tự thải ra rồi cho vào mồm đến nhoe nhoét hết cả mặt. Bà mẹ hoảng hồn quá, chạy lại gọi nhưng mà ông không tỉnh. Phải đến khi hô hoán người ta đến, có người dùng chổi cùn đốt, dùng roi dâu đánh, thì lúc này ông Kỳ mới giật mình và rồi cứ thế ngã ngửa ra phía đằng sau. Trong mồm ông lúc này toàn phân và đất đá, trông rất là kinh dị. Cái mô đất ông ngồi bậy lên, không gì khác, đây chính là một ngôi mộ vô danh của một người nào đó. Ngay sau đó, ông Kỳ bất tỉnh ngay lập tức, và phải đến mãi ngày hôm sau, khi mà tỉnh lại thì mẹ ông và mọi người mới có thể hiểu ra sự việc. Và sau đợt ấy, ông Kỳ bị mất dạ, cứ nhìn thấy xôi oản thắp hương là ông cảm thấy sợ. Và mẹ ông thì tuyệt nhiên không còn dám cho ông đi chợ theo nữa. Hóa ra đêm đó, ông nào có được nó dẫn đi đâu đâu. Ông cứ ngồi luôn tại trên cái nấm mộ đó. Ông bậy lên đó, rồi ông bị nó oán, nó bắt ông bốc ăn cho bằng sạch vì tội đi bậy đi bạ lên mộ của nó. Nghĩ lại mà đến tận sau này, ông Kỳ vẫn cứ thấy vừa buồn cười vừa sợ. Thế nhưng cái vụ việc của ông Kỳ còn chưa đáng sợ bằng vụ bà Lan ở trong làng gặp phải tới suýt mất mạng trong một lần bà đi chợ đêm. Giọng kể của ông Cường làm cho tôi như bị cuốn theo. Và tôi bắt đầu cảm thấy tò mò cũng như thích thú với những mẩu chuyện này. Tôi ngồi ngay ngắn và lắng tai nghe những âm thanh của buổi đêm miền quê, chăm chú nhìn ông chậm chậm kể tiếp. Bà Lan năm đấy cũng độ 36 tuổi. Như bao người phụ nữ khác trong làng, thì cứ đến phiên chợ là bà lại chuẩn bị chút tiền, chút hàng để ra chợ sắm sửa, trao đổi những đồ dùng sinh hoạt. Và rồi bà sẽ trở về nhà khi trời đã quá nửa đêm. Hôm đó, sau khi chợ tan, bà là một trong những người cuối cùng rời đi.
ngày hôm ấy sương xuống nhiều lắm. Mải mê một lúc thì đèn đuốc tắt hết, và từ xa xa chỉ có mấy cái bóng người đi trước, và cả khu chợ chìm trong sự tối tăm đến kỳ lạ. Bà Lan vừa rảo bước vừa cúi đầu lẩm nhẩm tính từng xu bạc, thì chợt ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ trẻ đi cùng ở bên cạnh, và dường như người đó còn cầm một ngọn đèn dầu sáng leo lét ở trên tay. Bà Lan ngoảnh sang, nhưng cái người ấy tóc dài phủ xuống che hết khuôn mặt, chẳng biết người ấy là ai. Bất giác, người kia đổi hướng, cầm đèn đi sang một lối mòn ở phía bên trái. Bà Lan nhìn theo, cắm cúi, và rồi cứ thế vừa đi theo người đấy, vừa lẩm nhẩm đếm tiền. Một hào, hai hào, thì bỗng. Này con kia, mày đi đâu thế hả? Bà Lan đang đi mà như bừng tỉnh, bà choáng váng không hiểu vì sao, và rồi từ từ ngồi xuống tròn mắt nhìn theo cái lưng người kia cách bà có 2-3 bước chân. Người đó điệu dáng kỳ dị lắm, đang lội xuống mặt nước tối tăm, và trước mặt cả hai là một chuông nước lớn. Bà ta thì cầm chiếc đèn dầu đi thẳng xuống nước, rồi từ từ chìm nghỉm, khiến cho bà Lan sững sờ. Ôi, cái gì thế này? Trước khi chìm hẳn rồi biến mất, người đó còn quay mặt lại, cười lên giáo hoạch. Bà Lan hãi quá tá hỏa khi thấy mình đã bước một chân xuống nước và thấy rõ bà kia không có mắt, không có mũi. Mà cái người đàn bà đó chỉ có duy nhất một cái mồm loe loét đỏ. Nó cứ nhe răng ra mà nhìn bà cười khẳng khặc, trông rất là kinh dị. Cái tiếng cười của bà đó vang vang trong đêm. Người vừa cất tiếng hỏi kia lật đật chạy lại. Bà Lan chân tay mềm oặt và tuyệt nhiên không thể cử động. Cứ thế nhìn người phụ nữ kinh dị đó chìm sâu, biến mất xuống dưới mặt nước ngay trước mặt mình. Này, mày đi đâu đấy hả? Cái người vừa gọi bà Lan là một bà cụ đi ngay sau bà một đoạn thôi. Cụ già phải mau chóng kéo bà Lan ra khỏi chung nước, hỏi vì sao lại đi theo cái con đom đóm rất là to. Thì mãi một lúc sau, bà Lan mới hoàn hồn khi hiểu ra, hóa ra mình vừa bị một thế lực nào đó dắt xuống dưới đây. Con không biết đó bà ạ. Nhưng rõ ràng con thấy một người phụ nữ tay cầm đèn dầu, Nên con mới đi theo. Cả hai nghe xong thì sợ hãi kéo nhau mà chạy. May mắn cho bà Lan là cụ già kia phát hiện ra hành động khó hiểu của bà, rồi lên tiếng gọi, chứ không lúc đó chẳng biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa. Khu chợ tối tăm và vắng lặng, đang chìm trong làn sương đêm bủa vây. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều những mẩu chuyện kinh dị được người ta kể lại. Còn rất nhiều những mẩu chuyện khác. Tuy nhiên, ông Cường đang kể thì chú Tính là họ hàng của thằng Chiến bèn chen ngang, làm cho sự hồi hộp và tò mò của tôi lại càng được đẩy lên hơn nữa. Ở chợ thì đã nhiều ma, nhưng mà mày biết không, ở cái cánh đồng xác nơi chôn tập thể chết đói ngày xưa kìa, cũng đầy vụ ạ. Câu chuyện về cánh đồng xác. Ông Cường gật gù nhường lời cho chú Tính. Nhắc đến Thái Bình, ắt hẳn trong tâm trí của nhiều người, đặc biệt là các thế hệ cao niên, không ai là không biết những cánh đồng xác là nơi những xác chết đói, chết ốm đau được quy tập vào những năm 1944-1945. Người chết nhiều tới độ không cả có quan tài để mà chôn nữa. Dân chúng thì rơi vào cảnh khốn cùng, kiệt quệ. Ban đầu còn được gói vào trong banh chiếu, thế nhưng càng về sau thì nó lại càng sơ sài, thậm chí là chồng chất chung dưới cùng một cái hố, và rồi cứ thế người ta lấp đất lên mà thôi. Những cái hố nằm lại dưới đất như thế, sau khi đã thoát khỏi nạn đói, thế nhưng cuộc sống vẫn còn nghèo, vẫn còn chiến tranh, cho nên cũng chẳng có điều kiện, có thời gian chôn cất lại cho đàng hoàng, mà chúng cứ chìm sâu trong quên lãng theo tháng năm. Khu vực xung quanh làng xót cũng chịu chung số phận. Theo các cụ kể lại, rải rác quanh mấy cánh đồng bao bọc ngôi làng này thì mộ hoang, mộ tập thể mà không nhớ vị trí, cũng không ai thờ cúng, nói chung đếm không hết. Cánh đồng kháng hay xứ đồng kháng của làng xót cũng là một nơi như vậy, và nằm ngay trên đường từ làng dẫn ra chợ. Những năm 65, khắp vùng bị máy bay Mỹ ném bom tàn phá nặng nề. Ngoài những khu vực chỉ huy đầu não như Hà Nội, những khu vực kinh tế trọng điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh, ra thì là Thái Bình, Nam Định cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề, bởi đây là những vựa lúa lớn nhất của cả vĩ tuyến 17 trở ra.
Giặc Mỹ muốn đưa đất nước ta về thời đổ đá một cách dã man, nhằm cắt đứt chi viện cho miền Nam, cũng như đánh sập nền nông nghiệp. Cho nên số lượng bom ném xuống những vựa lúa này vô cùng khủng khiếp. Nó kéo theo đó hậu quả mà chúng ta mang lại là quá nỗi đau xót. Có những ngôi mộ tập thể đã bị vùi sâu hàng chục năm bị bom đạn cày xới. Xương trắng lay lắt ngoài đồng vỡ vụn. Cái cảnh tượng thê lương không tài nào kể được. Và chúng mang tới những điều ám ảnh người dân suốt cả một thời gian dài. Những ngày mưa dầm hồi ấy, lửa ma chơi hiện lên xanh lè. Những hiện tượng quái dị, ma mị, có lẽ cũng vì thế mà càng lúc xuất hiện càng nhiều hơn, dẫn tới những câu chuyện người ta gặp phải, rồi truyền tai nhau nghe, nghe nó sao cứ hư hư ảo ảo. Ông Trương là một người đánh cá trên sông Trà Lý. Nghề của ông quanh năm lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ, dọc theo dòng nước. Và rồi cứ hàng đêm là ông đem cá đến chợ bán khi trời đã về khuya. Ngày hôm ấy, ông Trương như thường lệ cho thuyền cập bến bờ khi cảnh vật đã nhá nhem. Ánh mặt trời yếu ớt đằng tây lịm tắt thì cũng là lúc cả một vùng mênh mông rộng lớn chìm vào trong tăm tối và cá tôm cũng phải bán sớm kẻo nó bị ươn hết. Ông neo thuyền đi men theo những bờ ruộng hướng tới khu chợ làng xót. Đêm ấy, cảnh vật tối đến kỳ lạ và nơi đoạn đồng ông đang đi qua đây chính là cánh đồng Kháng vừa bị giặc ném bom hôm nay. Cánh mũi ông chưa ngửi thấy mùi khen khét oi oi. Lổ nhổn khắp nơi là đất đá, hố bom bị quật lên to tướng. Đầu đó vương vãi cả những mảnh vải, những mẩu gì đó trăng trắng lẫn vào trong lòng đất. Ông Trương hơi rợn người vì nghĩ tới điều gì đó, nhưng ông lại cứ cắm cúi đi tiếp. Những chuyện như thế này ở thời chiến gặp phải rất nhiều. Thế nhưng ông cũng chẳng mấy quan tâm, bởi cái đói cái nghèo mới là cái thứ đáng lo. Đang lò mò đi trên bờ ruộng lầy lội, thì ông Trương nghe thấy có cái tiếng gì đó như tiếng khóc lạ lắm. Nó cất lên. Tiếng khóc cứ dấm dứt phát ra từ sau bụi cây gai ở phía xa khiến cho ông chú ý. Ông ngoảnh mặt sang thì ông giật mình khi trông thấy lấp ló đằng sau chỗ những cái tán lá. Có một cụ già đang nhìn ông đứng lặng lẽ một mình. Ông Trương khẽ nhíu mày. Này cụ, cụ đứng đó làm gì đấy? Người kia không đáp lời. Giữa cảnh trời đất mịt mù, cả cánh đồng chỉ có ông Trương và ông cụ kia. Khiến cho cái sống lưng của ông Trương bất giác gai gai lên một cách vô thức. Hồi ấy mấy vụ cướp của giết người, nạn đạo tặc trộm cắp xuất hiện khắp trốn. Vốn không muốn dây dưa tới chuyện thiên hạ, lại tránh cho khỏi bị vạ, cho nên ông Trương lưỡng lự, rồi cũng quyết định mặc kệ cụ già đó mà quay người bỏ đi. Suốt dọc đường ra chợ, ông Trương lấy làm khó hiểu. Thế nhưng ông cũng không kể việc này với ai cả. Loanh quanh cả tối ở chợ, nhưng à hôm nay rủ ông đến khá sớm mà không hiểu sao rất ế khách. Ông Trương cứ ngồi ở gốc cây mãi, đi mời người ta cũng không ngó ngàng. Và không hiểu sao ông cứ có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi mình vậy. Tới nửa đêm chợ cũng vãn, thế mà cái rổ cá còn nguyên, tuyệt nhiên chẳng kiếm được một đồng nào. Ông Trương chán trường rời đi, mà lúc lúc ông lại nhìn ra phía đằng sau, vì cái cảm giác bị ai đó đi theo ấy, nó cứ luẩn quẩn mãi. Lạ thật, bỏ mẹ, quả này khéo phải mang về để thối mà làm mồi bẫy cua bẫy lươn mất thôi. Ông Trương thu dọn trở về mà thúng cá vẫn đầy. Thôi thì nói vậy, chứ mang về ăn dần, không thì gặp ai là ông sẽ cho họ, chứ cũng chẳng nỡ để thối hay là đổ đi. Lúc ông đi bộ ngược lại dọc theo cánh đồng, đúng cái đoạn hồi tối, thì cái tiếng khóc kia lại cất lên. Ông Trương lấy làm khó hiểu. Ông lại nhìn thấy thì lần này ông hoang mang thực sự, khi cái cụ già kia vẫn đang đứng ở vị trí cũ. Cụ già cứ nhìn ông y như thế, vẫn khóc và cứ y như tình huống lúc tối đi trên đường ra đây nó lặp lại vậy. Ông Trương đứng hẳn lại. Này, nửa đêm làm gì ở đấy đấy hả? Thế đèn đuốc đâu? Khu này vắng lắm, trái gió dở dời nằm ra đấy không ai biết, lúc đấy lại mệt. Giọng của ông vang vang trong đêm vắng lặng. Cụ ông kia vẫn đứng thấp thoáng sau bụi cây mà khóc sụt sịt. Tiếng khóc nghe nó cứ rợn rợn, méo mó, cộng thêm cái cảnh tối đen giữa đồng, làm cho ông Trương tim đập thình thịch. Ông không biết là cái chuyện quái gở gì nó đang xảy ra nữa. Bỗng ông cụ đó chỉ xuống dưới chân mình, rồi đưa tay với ông Trương. Ông Trương thấy vậy, thấy lòng khó hiểu. Ông thoáng nghĩ, hay là cụ già này đang cần một sự giúp đỡ gì đó. Cho nên ông mới đánh bạo đặt thúng cá ở dưới đất,
từng bước tiến lại gần. Tiếng khóc của cụ ông càng đến gần thì lại càng nghe rõ mồn một. Kỳ lạ là đến đây thì ông cứ cảm giác như bị ai đó đi theo, cũng biến mất. Và từ chỗ bờ ruộng nơi ông Trương đứng đến vị trí của cụ già phải lách qua một đoạn cây bụi. Cho nên cái bóng dáng của cụ cứ lúc ẩn lúc hiện sau mấy cái tán lá cây đung đưa. Loay hoay mãi, ông Trương mới đi được sang bên kia. Thế nhưng khi sang tới nơi thì ông Trương sửng sốt, bởi vì ông không thấy ông cụ vừa đứng ở đây đâu nữa. Còn ở dưới chân ông thì là một bãi đất đá lộn xộn, dường như nó mới bị bong cày. Ông Trương ngoảnh ngang ngoảnh dọc. Ờ, cụ gì ơi? Bốn bề im mắng lạ thường. Chẳng lẽ là ông nhìn nhầm hay sao? Chứ thực ra làm gì có ông cụ nào ở đây? Giờ này thì làm gì có ai lang thang ở nơi đồng ruộng trong đêm? Đã thế, lại còn là một cụ già thì quả thực đúng là rất khó tin. Ông Toàn rời đi. Thế nhưng ở dưới mặt đất dường như có cái thứ gì đó. Ông Trương đưa chân ra gạt gạt thì vừa gạt ra ở lớp đất, ông mới tá hỏa khi trông thấy ở ngay chỗ chân mình đứng có ngay một chiếc hộp sọ vỡ nát, đen bóng và lổn nhổn xương đen xương trắng, kèm theo đến mấy cái xương sườn. Ông kinh hãi tột độ. Ôi trời ơi, con lạy cụ. Biết mình gặp phải thứ không nên gặp, ông Trương loáng quáng ngã ngửa rồi bỏ chạy trối chết về phía bờ sông. Suốt mấy ngày sau, ông bị ám ảnh mà không dám đi qua đoạn ấy nữa. Thế nhưng lúc nào ông cũng cảm giác bị ai đó đi theo. Cũng từ đêm đó trở đi, hôm nào hàng cá của ông cũng ế. Cứ đêm ngủ, thi thoảng ông lại mơ thấy có một cụ ông đứng ở bên bờ ruộng mà khóc, đưa tay vẫy vẫy, và lại luôn có cảm giác có người đi theo sau mình. Sang tới ngày thứ tư, sau khi gặp phải tình huống đáng sợ ở ngoài đồng, ông Trương cứ như bị thứ gì đó thôi thúc ở trong lòng. Đêm nay ra chợ, ông không chọn đi đường khác nữa, mà ông đánh bạo đốt đuốc đi qua cánh đồng kháng để xem thực tế sự tình nó ra làm sao. Lúc khi mà ông đi tới đoạn bụi cây và mấy hố bom thì lần này tiếng khóc kia lại cất lên. Ông Trương thấy thúng cá đã thối của mình hôm trước vẫn để lại ở đó. Thế nhưng nhìn sang bụi cây ấy thì không thấy cụ già kia đâu nữa. Lạ ở chỗ, vẫn nghe thấy tiếng khóc. Ông cứ van vái, mồm lẩm bẩm. Ôi, tha cho tôi đi. Tôi thân cô thế cô, sống chẳng còn được bao lâu nữa. Ôi, nhà cửa cũng chẳng có gì mà cớ sao cụ lại đi phá tôi thế này. Ông Trương bấy giờ cảm thấy vừa bực vừa sợ. Bảo sao không bực, khi mà tự dưng bị ám, rồi mấy ngày không bán buôn được gì, thì ông biết sống làm sao. Ông Trương lấy hết can đảm đi tới chỗ bộ xương hôm trước, nhìn thật kỹ, và rồi ông quyết định ông chôn cất cho người ta. Chắc hẳn đây là cốt của cụ già đó. Cụ già này khéo hợp vía, lại nhờ ông Trương chôn cất, thì thôi, coi như là ông làm phúc vậy. Đang loay hoay xếp đặt lại xương cốt cho ông cụ thì bất ngờ lần này ông thấy có cái thứ gì đó phản lại lửa đuốc có ánh màu vàng. Ông mới nhíu mày nhặt lên thì ông mừng rỡ khi nhận ra đó chính là hai chiếc răng vàng. Có lẽ là của ông cụ gắn ở trong miệng từ khi còn sống mà người chôn cũng không hay biết. Ông Trương mừng rỡ vái tứ tung và rồi dường như hiểu ra dụng ý của cụ già đêm đó. Có lẽ bởi vì hợp vía ông Trương nhìn thấy được cụ, cho nên cụ già mới nhờ ông Trương chôn cất lại cho họ hài cốt của mình. Và cụ cũng ý định cho ông Trương luôn chiếc răng vàng để làm vốn sinh nhai. Từ đêm đó trở đi, ông Trương thường đi qua thắp hương cho cụ già kia. Và kể cũng lạ là từ ngay sau khi chôn cất, ông không còn mơ mộng, cũng không còn cảm giác bị ai đó bám theo nữa. Mà cá thì bán hôm nào cũng hết sạch. Cái câu chuyện của ông Trương là một trong những câu chuyện mà người ta tuy gặp phải ma nhưng mà lại được ma phù trợ. Có những người khác cũng gặp, tuy nhiên thì lại gặp phải ma đói, ma phá, làm cho họ vô tình gặp họa và sống cũng chẳng yên. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành lời khen cho cô bé Hà Nội. Và tiếp theo đó là câu chuyện của bà Thoa, cũng là một người phụ nữ buôn thúng bán bưng. Bà bán quà vặt ở góc chợ, và tuy là buôn bán nhỏ, không có gì đáng kể. Thế nhưng cái đồ của bà bán ấy là đồ ăn, là bánh trái, cho nên bà cũng hay đi chợ từ sớm lắm. Mỗi đêm khi trăng mới nhú, bà thường gánh bánh đi ra chợ bán. Cứ đôi thúng to, chiếc đòn gánh nặng trĩu quà của bà vốn đã quen thuộc với lũ trẻ đi chợ cùng mẹ.
Và hàng của bà thì ngày nào cũng bán đắt khách như tôm tươi. Câu chuyện xảy ra khi ngày hôm ấy, bà Thoa gánh hàng đi dọc trên đường ven cánh đồng Kháng, gặp hai người ăn xin lạ mặt, không biết hai người dạt về từ đâu. Hai người đàn ông ăn mặc rách rưới, nhìn họ rất là tội, ngồi ở ven đường, khiến cho bà này chú ý, vì khi ấy cả đoạn thì chỉ có mình bà và họ thôi. Lúc đi ngang qua chỗ họ ngồi, bất ngờ một người đứng dậy chìa tay ra mà không nói gì. Bà Thoa cũng có ý hơi giật mình, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi đã là ăn xin thì bà cho, nên bà cũng hiểu ý của người ta. Tuy là bà chưa mở hàng, thế nhưng bà cũng đặt quang gánh xuống, lúi cúi lấy hai cái bánh nhợm ra. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên thì bà Thoa kinh ngạc lắm. Không hiểu từ đâu, người đứng xung quanh bà rất nhiều, và hai người kia thì xòe ra trước mặt bà cả một xấp tiền đồng. Bà Thoa vô cùng vui mừng. Bà cứ thế mà đứng bán bánh cho họ, rồi phấn khởi nhận tiền, tiếp tục gánh hàng ra ngoài chợ phiên. Tới nơi đêm đó, người ta cứ thấy bà Thoa có biểu hiện khác với mọi hôm. Bà ngồi một mình cười cười nói nói. Bà lại còn giấu cái gì đó, cứ như là giấu tiền vào trong áo, kiểu như là sợ ai nhìn thấy, rồi cứ thế nói năng lảng nhảng như là một người mất hồn. Một lúc lâu sau, có bà trong làng ra mua cho con trai cái bánh rán đường. Mở cái nia đậy thúng ra thì thằng bé kia nhăn mặt kêu mẹ rằng là có cái mùi gì đó kinh lắm. Cái mùi nó cứ chua loét sộc lên, làm cho bà mẹ khó hiểu, bán tín bán nghi. Bà Thoa thì vẫn ngồi cười nói, ánh mắt vô hồn không để ý tới hai mẹ con nhà này. Bà kia có hỏi, nhưng cũng không có thấy bà Thoa phản ứng gì. Bà bèn cho tay vào xem thử, thì ở bên trong thúng, hóa ra bánh đã thiêu bằng hết, chua lẻ chua lét. Và trong áo của bà Thoa thì toàn là những lá khô, giấy rác bẩn thỉu. Cái gì thế này? Biết có chuyện không lành khi nghe tiếng cười của bà Thoa, hai mẹ con cô kia hô hoán mọi người. Người ra tới thì biết bà bị ma làm, phải đốt vía, lấy nước đái, roi dâu. Đánh một lúc thì bà Thoa mới tỉnh, rồi cứ thế bà ngớ cả người ra. Bà Thoa sợ tới độ ốm lăn mất cả tuần sau. Thì ngay cái đêm đó, bà lại gặp phải ma đói. Những người bán hàng ăn, hàng rong thường gặp phải ma đói như thế. Và từ ấy bà Thoa tuyệt nhiên không còn dám một mình gánh bánh ra chợ, qua khu đồng xảy ra nhiều chuyện ma mị nữa. Kể đến đây, chú Tính vơ lấy cái điếu thổi hết hơi sái của ông Tùng. Châm bi thuốc lào lại bắn lên sòng sọc. Cái cuộc nói chuyện càng lúc càng rôm rả. Và tôi thì bắt đầu gai hết cả người lên và tự hỏi, chẳng lẽ ở đây nhiều ma như vậy thật hay sao? Cái câu chuyện tiếp theo đó chính là câu chuyện đi đêm thì đừng có gọi tên của nhau. Tôi vô thức cất tiếng hỏi ra điều băn khoăn, bởi vì trước giờ bản thân tôi vẫn không tin vào ma lắm. Cho nên những câu chuyện mà ông Cường, chú Tính hay là ông Tùng vừa kể, mặc dù khá là sợ, nhưng tôi vẫn cố suy diễn theo một lẽ khác. Bản tính của con người ta vốn luôn tìm cách phủ định một vấn đề mà bản thân mình chưa từng thấy. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nói rằng tất cả những chuyện kia là đều được nghe kể thôi. Còn ở đây ai đã từng gặp phải ma hay chưa, thì cái lúc này thằng Chiến mới cất lời. Tao gặp rồi. Mày gặp ma á? Đôi mắt tôi trố tròn. Không khí của cuộc nói chuyện càng lúc càng được tăng thêm phần bí ẩn. Và thằng Chiến là một thằng rất nghiêm túc, hiếm khi mà nó đùa với tôi lắm. Tôi hồi hộp im lặng lắng nghe. Nó nhấp ngụm nước chè, mắt nó nhìn xa xa. Nó cất giọng, và có lẽ nó đang lục tìm lại bên trong một phần ký ức. Và lúc này thì tôi cũng xin thuật lại theo dạng chuyện ngắn, để tiện theo dõi cho quý vị và bạn đọc. Những cái năm ấy, Chiến lên lớp 6. Và vào những cái hồi năm 1998-2000, thì làng xóm này còn nghèo sơ nghèo xác, chủ yếu là nhà tranh vách đất, chứ không có khang trang kiểu nông thôn mới giống như hiện nay đâu. Nhà ai khá giả thì có nhà ngói, nhà cấp 4, nhà ba gian hay là nhà năm gian. Còn nhà thằng Chiến thì thuộc hộ khó khăn nên không có thú vui gì hết. Hồi ấy cứ cuối tuần là nhà ông Biền ở bên xóm, ông ấy hay mở bán vé xem tivi đen trắng. Cho nên khắp làng người ta hay tụ tập họp về đông như chảy hội. Nói đến cái vụ đi xem tivi ké hay bán vé thu tiền để xem tivi thì thế hệ 7X, 8X hay thậm chí là 9X đời đầu
ở các vùng quê cũng đều không có lạ gì. Những người lên thành phố học được mót mót chút nghề, có khi còn mua được cả máy chiếu bóng, mang ra ngoài sân kho, cánh đồng để mà chiếu phim nhựa, thu tiền vào như là vào rạp. Và mỗi ngày họ chiếu ở một xã luân phiên. Năm 1998 ấy, thì thằng Chiến lúc này là 11 tuổi, cũng đã gọi là có lớn mà nó cũng chưa có khôn. Nó với mấy thằng bạn cùng xóm hay trốn mẹ ra nhà ông Biển xem tivi đen trắng. Mặc dù nhiều lúc không được vào vì nó không có tiền, phải chen tít ngoài cổng. Ấy thế nhưng hồi đó, phim Tây Du Ký có thể nói là một bộ phim dài tập bom tấn, có sức hút khủng khiếp đến kỳ lạ. Xem phim xong thì cũng đã hơn 9 giờ và trời cũng đã tối muộn. Hôm ấy thằng Chiến cùng với hai thằng bạn nữa từ bên nhà ông Biển về, trong xóm nhà mình thì chúng nó phải đi qua một đoạn ruộng. Đường vắng và cảnh vật thì cũng tối thui. Hai thằng kia, một thằng tên là Trường, một thằng tên là Tâm, phải đi qua nhà thằng Tâm thì mới đến nhà thằng Chiến. Còn nhà thằng Trường muốn đi về phải đi vào sâu nữa. Thằng Tâm hôm đó hớt hải chạy vội vào nhà vì nó sợ mẹ đánh. Còn thằng Chiến cũng đi vào cổng, lúc ấy ở phía sau thằng Trường nó có gọi to: Chiến ơi! Chiến! Mai lại đi xem tivi nhá! Ờ! Thằng Chiến gật đầu. Tiếng gọi của thằng Trường lanh lảnh, rồi nó thích thú chạy về khuất bóng phía sau bụi tre. Thằng Chiến đóng cổng. Mà tối đó nó về bị ông Cường chửi cho một trận tơi bời vì ngày mai vẫn phải đi học, mà hôm nay lại dám trốn đi xem tivi. Đến đêm cả nhà đóng cửa đi ngủ hết. Thằng Chiến nhớ lúc nó đang nằm ở trên chiếc giường, có cái cửa sổ ngay trên đầu nhìn ra ngoài cổng, thì bất chợt nó nghe thấy tiếng gọi xa xa, khe khẽ, giống y như tiếng của thằng bạn mình. Chiến ơi! Chiến! Chiến ơi! Thằng Chiến tò mò, hình như là giọng của thằng Trường bạn nó gọi. Và không biết có cái chuyện quái gì mà cái thằng Ôn này lại sang tìm vào lúc nửa đêm. Mới đầu nó còn tưởng là nghe nhầm nên nó vẫn nằm im. Thế nhưng cứ độ một lúc sau, chốc chốc, lại có cái tiếng Chiến ơi, khiến cho thằng Chiến khó hiểu nhiều lắm. Nó ngồi dậy lơ đãng, rồi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiếng bản lề vang lên đến lạnh người. Thằng Chiến nhíu mày nhìn ra ngoài con đường tối om, xuyên qua hàng rào thưa thớt. Thế nhưng nó chẳng thấy bất kỳ một ai cả. Hồi đó, nhà nó còn chẳng có cả cổng lẫn tường bao cơ. Hầu hết ranh giới giữa các nhà chỉ cách nhau vài cái bụi rậm. Và tới mãi sau này, cứ khoanh theo khu vực phát quang để mà làm sổ đỏ. Thằng Chiến nhìn ra ngoài ấy, cảnh vật tối tăm mà lại chẳng thấy thằng Ôn Trường ở đâu. Cái tiếng gọi thì cũng im hẳn. Nó nghĩ có thể là thằng này đi đánh cá đêm với bố, nó đi qua nhà mình gọi trêu, nên nó đóng cửa lại, chép miệng đi ngủ luôn. Sáng hôm sau đi học, nó hỏi đêm qua thằng Trường gọi có chuyện gì, thì thằng Ôn Trường nhìn nó tỉnh bơ. Thằng Trường cười cười nói, nó bảo không có chuyện đó, khiến cho thằng Chiến khó hiểu. Mẹ mày dở à, đêm qua tao ở nhà, chứ ai mà dỗi hơi sang tìm mày chứ. Thằng Trường nói xong thì chạy đi ngay chỗ khác. Thằng Chiến đứng nhìn theo gãi đầu. Thế nhưng nó vẫn cứ nghĩ là thằng Trường có gọi, và thằng Ôn Trường này chỉ trêu mình mà thôi. Tối hôm đó là tối ngày thứ 6, thằng Trường lại sang gọi nó đi xem tivi. Lúc ấy trời đã nhá nhem, nó độ 6 rưỡi gì đó. Và hôm nay thì bố mẹ cho phép đi, chứ không cần phải đi trốn nữa. Lúc đi ra đầu đường, thằng Chiến vẫn lặng hỏi là đêm qua thằng Trường mày gọi gì tao đấy. Thằng Trường quả quyết không gọi. Đêm qua nó ngủ ở nhà thì thằng Chiến lúc này mới hoang mang thực sự. Ơ, thế ai gọi tao? Đầu óc của một thằng trẻ con lớp 6 cũng chỉ nghĩ được có vậy. Hai thằng đi ngang qua bụi tre chỗ cái đoạn ruộng đối diện con đường dẫn vào trong nhà thằng Chiến, mà nó khó hiểu lắm. Và tự nhiên thằng Chiến cảm thấy hơi lạnh. Nó dựng cả gai ốc lên. Ở chỗ đầu ruộng đó có mấy cái ngôi mộ hoang từ tận xa xưa. Trước kia người ta cứ chôn lay chôn lắt, sau này đất được phân sổ chia cho các gia đình thì ai nhà đấy mới tự bốc cất chuyển đến nơi khác. Chứ hồi ấy mộ vẫn nằm ở đó, không biết là của ai cả. Xem tivi xong, như thường lệ, mấy đứa trẻ lại kéo nhau về khi đã vào lúc 9 giờ. Trước khi vào nhà thì hôm nay thằng Trường chẳng hiểu nghĩ gì. Nó gọi Chiến ơi lên mấy tiếng thật, rồi cười khanh khách. Nó chạy về ngay, làm cho thằng Chiến nhìn theo phát bực và chửi cả lên. Mẹ mày gọi cái đéo gì?
Tao chắc chắn là tối hôm qua mày gọi tao. Cái câu hỏi của thằng Chiến suốt từ đêm qua, vậy là rõ ràng, không còn phải suy đoán lung tung nữa. Và chắc chắn là đêm qua, cái thằng ôn trường này trêu nó. Nó nhìn theo bóng dáng của thằng bạn chạy khuất, rồi vào nhà đóng cửa nằm ở trên giường, nghĩ ngợi linh tinh, rồi tắt đèn. Ngôi nhà lại chìm vào trong im lặng. Tiết trời mùa hè trăng sáng dần, bị những áng mây đen từ xa kéo lại. Và bên ngoài chẳng mấy chốc mà đã có tí tách những hạt mưa rơi. Thằng Chiến nằm nhìn lên trên mái nhà tranh. Nó nghĩ tới trận đánh giữa Tôn Ngộ Không và Nhị Lăng Thần, rồi ngủ thiêu thiêu. Đến nửa đêm, khi mà cả ngôi làng im ắng, thì chợt một lần nữa, thằng Chiến nghe thấy ở bên ngoài cổng, xen lẫn vào trong tiếng mưa rơi, bất ngờ lại có tiếng gọi "Chiến ơi" của thằng Trường cất lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Những tiếng gọi "Chiến ơi, Chiến, Chiến ơi". Thằng Chiến mở mắt ngồi dậy. Những câu Chiến ơi liên tiếp của thằng bạn cùng xóm khiến nó bực lắm, vì chắc chắn cái thằng ôn nghịch ngợm này lại đang dở trò. Bây giờ nó đang ngồi ngay ở chỗ ngoài đầu đường đằng kia. Nó hé hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, thế nhưng lại chẳng nhìn thấy gì được, bởi bên ngoài hàng rào tùm và mọi thứ tối tăm lắm. Nó đưa tay mở cái chốt cửa. Cánh cửa bật mở, khiến gió và nước mưa tạt vào mặt. Thì ở bên ngoài đầu đường lúc này, thằng Chiến sững người khi nó thấy có ai đó đang đứng một mình mà nhìn thẳng vào gian buồng vách đất của nó. "Chiến ơi, Chiến, Chiến ơi." Thằng Chiến như hóa đá, là giọng của thằng Trường thật. Thế nhưng cái bóng người đứng ở ngoài kia thì không phải là bóng người của thằng Trường. Cái bóng kia cao lớn và dường như là bóng của một thanh niên nào đó, chứ không thể là thằng bạn mà nó vốn thân quen được. Đáng sợ hơn nữa là cái người kia không thể nhìn rõ mặt mũi hay là thân ảnh, mà chỉ là một mảng đen sì đứng lặng im. Người đó đứng ngay trước mấy cái mộ hoang đầu bờ ruộng, thân hình đứng thẳng tưng như cây cột, rồi cứ nhìn thẳng vào nhà của nó mà cất tiếng gọi bằng giọng thằng Trường không ngớt. "Chiến ơi, Chiến, Chiến ơi." Thằng Chiến sợ la toáng cả lên. Bố mẹ nó ở gian chính hốt hoảng chạy vào, thì thấy tay nó lúc này vẫn đang bấu ở khung cửa sổ. Mặt mũi thì xám ngoét, hai mắt nhắm tịt khóc ầm cả lên rồi. Thằng Chiến vừa khóc, mồm vừa lảm nhảm, lúc thì thằng Trường, lúc thì ơi, ơi, ơi. Mẹ nó nghe xong mà hoảng quá, chẳng hiểu nó bị sao nữa. Thì ông Cường, bố nó như nhận ra chuyện gì, bèn kéo giật nó ra, vả cho nó mấy cái vào mặt. "Thằng Chiến, tỉnh, tỉnh ngay." Thằng Chiến mở mắt hoảng sợ tột độ. Nó khóc ầm cả lên, kể tình huống nó vừa nhìn thấy có bóng người đứng ở ngoài kia. Thế nhưng mẹ nó ngờ vực nhíu mày nhìn ra ngoài. Bên ngoài cảnh vật vẫn tối tăm, chỉ có mưa là vẫn rơi rả rích. Và tuyệt nhiên, bên ngoài chẳng hề có bóng dáng thằng nào hết. Sau đêm đó, thằng Chiến bị ám ảnh không dám ngủ một mình ở bên buồng nhìn ra cổng nữa. Thằng Trường thì cứ luôn khẳng định rằng hai lần lúc thằng Trường đi xem tivi về thì nó có gọi thật. Thế nhưng cái lúc nửa đêm thì chắc chắn là không. Bố mẹ thằng Chiến cứ bán tín bán nghi. Và từ đợt ấy, thằng Chiến hay ốm vặt nhiều. Thi thoảng nửa đêm nó vẫn lơ mơ nghe thấy có tiếng của thằng Trường gọi mãi. Phải đến mãi sau này, khi mấy ngôi mộ kia bị di rời, thì hiện tượng này mới chấm dứt. Kể đến đây, ông Cường bố thằng Chiến gật gù, xác nhận là có. Tôi cũng hoang mang nhìn ra ngoài cổng nhà thằng Chiến, nơi bây giờ đã có tường gạch chắc chắn, cổng sắt và chỗ đầu đường cũng đã là nhà của một hộ khác, mà nói thật cũng lạnh hết cả sống lưng. Tôi đã từng được nghe về việc không nên gọi tên nhau vào lúc nửa đêm. Và theo người ta kể lại, thì hồi xưa ma đói, ma không được thờ cúng nhiều lắm. Nếu mà bạn đi đêm mà hay gọi nhau như thế, thì ma nó sẽ bắt trước tiếng gọi, rồi nó sẽ dụ và bắt vía của mình. Thằng Chiến kể xong cái câu chuyện mà tôi thấy nó còn rùng mình. Tới đây tôi đã gần như hoàn toàn tin vào mọi chuyện là có thật. Và một người khác trong họ nhà nó là ông Phong kể về một câu chuyện thậm chí còn đáng sợ hơn cả câu chuyện ban nãy nữa. Câu chuyện cuối cùng, đây là câu chuyện cây đa của làng.
Nếu các bạn nói tại sao câu chuyện này chán, thật sự đây không phải là một câu chuyện xuyên suốt mà nó là những mẩu chuyện ma có thật tại quê hương Thái Bình nhá. Người ta thường nói, cây gạo có ma, cây đa thì có thần. Hình ảnh cây đa, cây gạo đã đi sâu vào trong tiềm thức của người dân miền quê. Và nhất là vùng đồng bằng Bắc Bộ, luôn có một cái điều gì đó linh thiêng và rất đậm nét. Nếu như cây tre là biểu hiện cho tinh thần vươn cao bất khuất, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, thì cây đa, cây gạo lại là nơi cái hồn, giữ những cái điều tâm linh của làng. Ông Phong tiếp tục kể về cây đa cổ thụ ngự ở giữa làng này. Trời lúc này càng lúc càng về khuya và mọi thứ như chìm nghỉm trong một màu liêu trai kỳ bí. Ông Phong cũng chậm chậm nói, ở đâu cây đa có thần ấy, thì tôi không biết. Thế nhưng cái cây đa làng xót này từ trước tới nay nổi tiếng, lại là nơi xảy ra lắm những chuyện ma quỷ quái đản. Nó vô cùng kinh khủng mà thôi. Cây đa này theo đánh giá tuổi đời đã đến 600-700 năm rồi đấy. Và nó chứng kiến sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Thế nhưng cũng chính là nơi, phải nói là thiêng nhất, đáng sợ nhất ở làng này đấy. Tôi ngồi nghe ông nói chăm chú, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ bên tai như kéo theo những suy nghĩ của tôi, trôi theo câu chuyện của ông Phong. Theo lời mà người dân trong làng kể lại, thì ở cây đa làng xót có rất là nhiều vong. Xung quanh thân được người làng cắm hương chi chít, những chân hương đỏ chót luôn là nỗi ám ảnh của lũ trẻ. Và cứ đêm xuống là chẳng ai dám lai vãng lại gần. Đứng ở dưới gốc đa luôn khiến người ta cảm giác gì đó rùng mình. Không phải vì người ta lạnh, mà dường như nơi ấy luôn tỏa ra một điều gì đó cực kỳ u ám. Câu chuyện đáng sợ đầu tiên về cây đa làng xót phải kể đến ở cái thời phong kiến. Đúng là ở cuối thời Lê Trung Hưng, thì chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than, cướp bóc, giặc giã tàn phá khắp nơi. Hồi đó luật pháp hà khắc và còn tồn tại những hủ tục phải nói là mang di. Cái việc giết người, bêu đầu thị chúng hay xẻ thịt lột ra, những tưởng chỉ có ở trong phim kinh dị, thì thời ấy cũng là những cái chuyện bình thường lắm. Và cuối những cái năm 1700 là thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, mạng người như cỏ rác. Đã từng có một toán cướp không biết từ đâu tới tàn phá, cướp bóc khắp vùng, dẫn đến cảnh vật điêu tàn, người chết la liệt. Bọn cướp nó càn tới làng xót thì chưa kịp rời đi đã bị quân chúa Trịnh lùng bắt được. Chúng bị giết sạch, chặt đầu cắm trên cọc tre ở quanh cây đa, và thân thì bị cho vào giỏ, treo lủng lẳng ở trên cành cây. Những ngày đó trời đất âm u, dường như không có nổi một chút ánh dương. Tử khí oán khí từ những xác chết bốc lên ngút trời, và nó đã trở thành một giai thoại ám ảnh đến kinh sợ đối với những người còn sống. Xác của lũ cướp không được ai chôn cất, những mảnh thân thể thối rữa bị diều tha quạ mổ, tha xương thịt đi khắp nơi, và những hồn ma bóng quế cũng từ ấy xuất hiện làm loạn nhân gian. Nghe đồn rằng cứ vào những đêm tối tăm, thi thoảng cảnh tượng hãi hùng đó sẽ hiện lại. Người ta đi qua nhìn thấy, có người sợ mất vía, thế nhưng cũng có những người thì sợ đến nỗi đổ tử mà chết ngay tại trận. Điều này không thể giải thích được, nó cũng giống như những cái hình ảnh từ cõi vô minh, từ một cái cõi vô định nào đó, bị khoảng không gian, thời gian lưu trữ, rồi cứ thi thoảng lại hiện lên một cách bất chợt như để hù dọa người ta. Và rồi, sang đến cuối thời nhà Nguyễn, đầu thời kỳ thực dân Pháp, ở chính nơi đây cũng là nơi để xử lý những kẻ được cho là phạm tội, bị đem ra xét xử làm gương. Những nhân sĩ yêu nước chống Pháp, bị chúng bắt được, chúng sẽ trói vào gốc cây, chúng tẩm dầu, rồi đốt từng đầu ngón chân, ngón tay, nghe chừng kinh khủng lắm. Họ sẽ bị thiêu dần cho đến khi nào chết thì thôi. Từ từ đốt hết cho đến khi chỉ còn lại bộ xương và những dòng máu mỡ chảy trên mặt đất, nghe cứ lèo xà lèo xèo. Nghe các cụ trong làng kể rằng cái cảnh tượng đó chẳng khác nào địa ngục ở trên dương trần. Lửa dầu cháy ăn vào da thịt, làm con người ta gặm nhấm cái chết đau đớn. Nó đến từ từ, hành hạ lắm, và cái mùi này nó khủng khiếp tới độ gây ám ảnh mãi mãi cho những người vô tình hít phải. Những kẻ bị hành hình kiểu này thường sẽ gào thét tới tấu trời. Cái tiếng la hét trong đau đớn, tuyệt vọng của họ vang xa cả dặm, và sau này vào những đêm mưa gió mịt mù ở đâu đó, người ta vẫn thi thoảng nghe thấy có những tiếng thét ai oán văng vẳng trong đêm.
Thế nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả những điều kinh dị diễn ra tại đây. Cây đa này còn từng chứng kiến một câu chuyện nữa. Câu chuyện này xảy đến đúng vào thời kỳ nạn đói năm Ất Dậu 1945. Cho nên gần như ở làng thì cao niên ai cũng đều biết đến câu chuyện này. Trái tim tôi đập lên thình thịch. Một ngôi làng nhìn tưởng chừng rất yên bình, chẳng lẽ lại xảy ra lắm những điều khủng khiếp tới như vậy hay sao? Trời càng lúc càng về khuya, cuộc trò chuyện như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Và lúc này, tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 12 giờ kém rồi. Năm ấy ở làng Phù Nông, hay còn gọi là làng Xóp này, cũng không thể tránh khỏi thảm cảnh tang thương của giặc đói. Nạn đói năm 1945 là hậu quả của chế độ thực dân, chế độ áp bức bóc lột, một cổ hai chồng mà Pháp và Nhật đã gieo cho nhân dân ta là không thể nào tha thứ và không được phép quên. Làng Xóp này cũng là bị cái đói nó kinh qua một cách dã man. Lý do dẫn đến thảm cảnh nạn đói này, các bạn có thể tìm hiểu lịch sử. Ở đây thì tôi không tiện kể vì nó bao gồm khá nhiều nguyên nhân cộng lại. Và ban đầu khi mới xảy ra nạn đói, người ta còn ăn giảm bữa, cắt giảm lương thực. Thế nhưng khi chẳng còn gì ăn, người ta bắt đầu lấy của cải mang đi bán, mang đi đổi lấy gạo. Thế nhưng cũng chẳng cầm cự được lấy vài hôm. Hết gạo hết của rồi thì bắt đầu có nhà bán con. Những đứa trẻ được mang sang các nhà phú hộ bán để làm thằng nô con ở, mang lên thành phố bán để làm việc. Thế nhưng rồi bán cũng chẳng ai thèm mua nữa. Người ta đổ xô ra ngoài đồng để mà đánh tôm đánh cá. Nhưng hoa màu không có, cộng thêm hạn hán kéo dài, rồi đến ngay cả cá, cả tôm, chuột bọ cũng bị bắt hết sạch, không còn bất kỳ thứ gì để mà ăn. Không có gì ăn kéo dài, bắt đầu cái sự chết đói xảy ra. Đầu tiên chỉ vài người lay lắt chết, thế rồi độ một tuần sau thì kéo nhau chết. Và rồi cứ thế, người chết nằm như ngả dạ. Người chết nhiều đến độ đào hố không kịp chôn vì nó quá la liệt. Những kẻ còn sống sau khi chôn người chết cũng mệt đến kiệt sức mà lăn ra chết theo. Và rồi cứ thế, được người khác quấn lá đem chôn. Khắp nơi chỉ có toàn là những xác chết, và những cái ngôi mộ tập thể như được kể ở trên được đào ra ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, để duy trì sự sống, người ta phải chọn một lối thoát duy nhất, một cách duy nhất để thoát khỏi bàn tay của thần chết. Đó là cái cách vô cùng kinh dị, ấy là ăn cả thịt người. Kể đến đây có lẽ nhiều người sẽ nhăn mặt, sẽ lẫn tò mò, tại sao không vùng lên để đi cướp kho thóc của giặc chia cho dân làng. Bởi vì hồi ấy dân ta là phận con sâu cái kiến, mọi cuộc vùng lên đều bị đàn áp bởi máu, cho nên dân ta kiệt quệ cả về nhân và lực suốt bao nhiêu năm, cuối cùng mới có được cách mạng nổ ra. Và trong giai thoại về những nồi thịt người được nấu trong đêm ở quanh gốc đa đã trở thành một quá khứ hãi hùng cho tới tận ngày hôm nay. Xác chết được chất quanh gốc đa cao thành đống, vài kẻ còn sống không chịu nổi nữa, đành lén lút trong đêm như những bóng ma, cầm dao tới gốc đa để mà xẻ và ăn thịt người. Lúc đầu khi người ta còn khá nhiều thì họ còn lén lút mang về để cứu đói cho gia đình. Thế nhưng khi cái chết đã quét đi gần như sạch sành sanh nhân mạng, cái nhân tính bị cái đói nó che sạch, thì người ta không còn lén lút nữa, mà người ta bò tới tụ tập ở gốc đa mà nấu thịt người ăn chung với nhau. Ở cái làng có người phụ nữ không thể ăn cái thứ thịt này nên mới đánh liều một phen. Bà ta tới trộm thóc của nhà địa chủ, tay sai của Nhật, chẳng may bị bắt được, rồi lại bị chúng buộc dây treo lên trên ngọn cây thị chúng. Ai cũng sợ, ai cũng thương lắm, thế nhưng chẳng dám và cũng chẳng có đủ sức để mà ra tay cứu được bà ấy. Bà ta dùng chút sức tàn tuyệt vọng thét gào. Bà này chửi bới, nguyền rủa cái xã hội cùng cực này, rồi không thể khóc được nữa. Bà cười lên mặt chết. Bà ta chết treo trên cành cây, rồi theo người dân kể lại là bà ta đã hóa quỷ, ám cả nhà tay địa chủ đó. Cách đây độ hơn chục năm, vào những cái năm 2000, thì có một sự việc cực kỳ bí ẩn xảy ra. Năm ấy dòng họ địa chủ kia vẫn tồn tại, lớn mạnh và là dòng họ quyền uy có vị thế nhất làng Xóp. Thế nhưng bắt đầu gặp những đại hạn không thể nào mà giải thích nổi. Ban đầu chỉ có một hai người là đàn ông chết bởi tai nạn kỳ quái thôi. Thế nhưng rồi chỉ sau hơn một năm thì cả một dòng họ đó, con cháu cứ kéo nhau chết đến hơn chục mạng. Điều tàn
có người phải bỏ xứ đi tha hương. Mà kỳ lạ lắm là có đến 5-6 cái chết ở ngay khu vực gần gốc đa. Người thì bị đâm vào cổ điện chết, kẻ đi câu cá bị điện bẫy chuột giật chết, thậm chí có kẻ trong họ bị ma nhập trèo hẳn lên cành đa để mà tự mình gieo mình xuống. Cái câu chuyện tăng tóc của dòng họ này gây ầm ĩ khắp nơi suốt cả một thời gian dài. Mặc dù người ở trong họ đã tìm nhiều thầy về giải hạn, thế nhưng thầy cũng bị vật. Và cuối cùng đúc kết lại thì đây có thể đều là quả báo do tổ tiên để lại. Và bây giờ con cháu phải gánh chịu, âu cũng là một cái lẽ đương nhiên. Và thi thoảng trong làng người ta lại đồn thổi, có người nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ chết kia ở trên cành đa. Người ta nói rằng cứ hàng đêm đến là bà ta lại ngồi vắt vẻo ở trên đó. Bà ta cười khảnh khạch ghê lắm, và cái dây thừng đã treo bà ta đến chết nó cứ dài ngoằng cả xuống, đung đưa, nó đúng là một cái thòng lặng. Ông Phong kể xong khiến ai cũng phải tái mặt mà xác nhận. Những câu chuyện về ngôi làng Phù Nông, làng Sót này quả thực khiến cho một kỹ sư, một người chuyên nghiên cứu khoa học như tôi cũng phải run rẩy, đầu tóc dựng đứng hết cả lên lúc nào không hay. Mấy anh em chú cháu ngồi tâm sự kể chuyện với nhau cho đến mãi tận khuya. Và quả thực, thế giới quan của tôi đã bị thay đổi. Và từ đây, tôi phải tin rằng ma nó có thật, chứ không phải là những câu chuyện phiếm nữa. Hàn huyên mãi đến 12 rưỡi, mọi người tản ra ai về nhà nấy. Ngày mai còn phải làm cỗ cúng dỗ cho ông nội thằng Chiến nữa. Cho nên mọi người cần phải đi ngủ, bởi ở quê dỗ chạp chỉ tầm 9 rưỡi 10 giờ sáng là đã vào mâm rồi. Tôi phụ thằng Chiến dọn dẹp qua bàn thờ tổ tiên, thì lúc này mới nhìn kỹ được hình của ông nó trên tấm ảnh thờ màu xanh. Ông nội nó trông rất giống ông Cường, bố của nó. Tuy là có già hơn một tí, thế nhưng tôi đoán thời còn sống thì ông nội nó giống hệt với ông Cường. Lau dọn bàn thờ xong, hai thằng bọn tôi chui lên giường nằm. Nằm cạnh thằng bạn mà đầu óc tôi cứ nghĩ bâng quơ, và trong đầu hiện lên những khung cảnh làng quê trong quá khứ từ những câu chuyện vừa được nghe qua. Thấy tôi lim dim, thằng Chiến quay ra nhìn tôi. Nó hỏi bây giờ là tôi đã tin là có ma hay chưa. Thì tôi cười nhạt, nửa đùa nửa thật đáp: ôi dào, 50-50 lắm. Bao giờ tao phải thấy tận mắt thì tao mới tin là có ma thật. Nói rồi, hai thằng bọn tôi cười lên sảng sảng. Thằng Chiến bảo ma không phải muốn là thấy được đâu. Nhiều người người ta phải hợp bóng hợp vía và phải có cái cơ duyên gì đó, rồi bất thình lình sẽ có lúc mà nhìn thấy được người ta. Tôi nằm im nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay. Nửa đêm hôm ấy, khi đang nằm trên chiếc giường ở gian chính, tôi bỗng cảm thấy lạnh lạnh và tôi nghe thấy có tiếng bước chân người đi lại, lịch thịch, lịch thịch. Tôi mở mắt nhỏm dậy, ở trước mắt tôi là khung cảnh gian nhà thằng Chiến tối om. Và hình như có ai đó đang đứng ở ngay chỗ đầu giường. Tôi nheo mắt nhìn kỹ thì hóa ra đó lại là ông Cường, bố nó, đang đứng trước bàn thờ tổ tiên. Nghĩ là ông khó ngủ cho nên mới dậy để làm cái việc gì đó. Tôi nằm xuống đi ngủ tiếp. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau, tôi hỏi đêm qua là bác dậy làm gì, thì ông Cường trả lời làm cho tôi hoang mang thực sự: ủa, tao dậy bao giờ? Mẹ tao ngủ say như chết, mãi gần sáng bọn mày sang gọi thì tao mới dậy thôi. Mới đầu tôi còn tưởng là ông Cường đùa tôi. Thế nhưng dường như bây giờ nhìn ông Cường có vẻ trẻ hơn. Và ánh mắt tôi thì chợt liếc lên trên ban thờ, nơi có tấm ảnh của ông nội thằng Chiến, một cách vô thức. Chuyến đi về Thái Bình đợt ấy mang lại cho tôi những kỷ niệm và những mẩu chuyện đáng nhớ. Và ngày hôm nay tôi ngồi viết những dòng này thì lúc đó tôi lại cảm thấy rùng mình khi hình dung về cái thời tối tăm xảy ra ở một vùng quê. Thế giới quan này còn biết bao điều chúng ta chưa thể hiểu và chưa khám phá được ra. Thế nhưng bây giờ thì tôi đã tin cõi vô minh là có thật, ma quỷ là có thật. Còn các bạn, sau câu chuyện này, sau khi nghe cô bé Hà Nội kể lại câu chuyện này của tác giả Trung Kiên, thì các bạn đã tin vào câu chuyện về thế giới bên kia hay chưa? Và câu chuyện Thái Bình mảnh đất nhiều ma đến đây là kết thúc nha mọi người. Rất là nhiều bạn nói rằng là tại sao cái câu chuyện này nó kết thúc chán. Thì mình nói thật với các bạn là những cái câu chuyện có thật ấy thì nó không thể nào bằng cái trí tưởng tượng của mình huyễn hoặc lên được, đúng không? Mình thì thấy câu chuyện này là những câu chuyện có thật và những câu chuyện rất là hay.
Thật sự đấy, cũng giống như là mình ngồi uống nước rồi là ngồi nói chuyện với các chú các bác nghe câu chuyện ngày xưa kể thôi. Và đâu đó mình nhớ là có một bà cụ hay một bạn nào nói với mình ấy là cụ bạn ấy sống từ thời ngày xưa ấy, mà cứ bao giờ cái thời nạn đói năm 1945 ấy mà cứ đi qua nhà nào ấy mà người ta có một nồi thịt đông ấy là sợ lắm, là chạy bán sống bán chết, chạy trốn chết luôn, bởi vì là nạn đói thì lấy đâu ra thịt mà ăn, lúc đấy là thịt gì thì mọi người biết rồi đó. Em chào chị Linh, tối nay ông Chiến nào nghe chị Linh kể không dám đi vệ sinh. Cái câu chuyện này thì tác giả viết ở làng Phù Nông nha, ở Thái Bình. Ngày xưa người ta gọi là làng Sót nha mọi người. Câu chuyện thực sự là mình thấy một câu chuyện này là một câu chuyện rất là hay. Ủa, sao họ lại bắt mình xác minh cái gì đây? Ok, hoàn tất xác minh rồi. Cảm ơn Công Anh đã tặng nước hoa chị nha. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho cô bé Hà Nội nha. Và mọi người đã bớt chút thời gian của buổi tối ngày hôm nay, hơn 1 tiếng đồng hồ liền, để ngồi nghe câu chuyện Thái Bình mảnh đất nhiều ma này. Thì không biết là đến ngày thứ ba này mọi người thích nghe một câu chuyện về tâm linh tứ phủ, hay là mọi người thích nghe những cái câu chuyện ma, để mình lên một cái câu chuyện thật là hay cho mọi người nha. Hôm trước thứ ba mình không like ạ, thì mình có viết ở trên phở bò của mình có nói là mình cho hai bé đi chơi nên là mình đi qua đêm, mình không có ở Hà Nội, thành ra là mình không có like được, nên là để cho ngày thứ năm này mình like. Ok, thấy mọi người có vẻ vốt chuyện tứ phủ thì mình sẽ tìm một câu chuyện tứ phủ để mình kể cho mọi người vào ngày thứ ba này nha. Ở Hà Nội thì mình cũng không biết là có những cái chuyện ma gì, nên các bạn mà ở các vùng không nhất định là Hà Nội mà các bạn có những cái câu chuyện ma có thật, những câu chuyện mà các bạn đã trải nghiệm thì các bạn đừng ngại, các bạn nhắn tin rồi là gửi về cho cô bé Hà Nội nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người cứ gửi qua cái tin nhắn TikTok cho mình nha. Hoặc là nếu mà bạn nào dùng Instagram thì mọi người có thể gửi cho mình qua Insta cô bé Hà Nội cũng được. Hoặc là mọi người có thể gửi cho mình qua phở bò. Nhóm phở bò của mình là nhóm Tĩnh Vân Các, nhóm của Bùi Linh. Các bạn tìm mình qua nhóm thì sẽ dễ hơn đấy. Tại vì là cái trang cá nhân phở bò của mình bị ăn gậy nhiều quá, nên là giờ phở bò nó không có đề xuất nữa. Có chuyện ma nào ở khu quân đội? Quân Tomato, chị Linh bình thường mà. Chị Linh chỉ gọi là ưa nhìn thôi, chứ là nếu nói là xinh thì ngại lắm. Chưa đến mức gọi là xinh, gọi là nhìn ưa nhìn hơn một chút thôi nào. Cái chuyện Cao Biền trấn yểm sông Tô Lịch thì mình chưa có mẩu chuyện nào nên là mình không có kể được nha mọi người. Nó phải có những cái câu chuyện thì mình mới mới kể được chứ. Khu mộ người Tàu bên Hoàng Hoa Thám à, mình vừa có một câu chuyện về cái khu mộ đó ở trên kênh Cô Bé Hà Nội của mình, câu chuyện gần nhất. Mọi người có thể vào nghe cái phần 1 nha. Và câu chuyện đó đã full ở trên kênh YouTube Cô Bé Hà Nội của mình rồi. Các bạn có thể nghe full ở trên Cô Bé Hà Nội. Hoặc là các bạn có thể vào trang cá nhân Phở Bò của mình, hoặc là nhóm Tĩnh Vân Các, nhóm của Bùi Linh của mình nhá. Mình có lên full cái câu chuyện đó rồi đấy. Đó là một câu chuyện liên quan đến cái khu người Tàu ở Hoàng Hoa Thám đấy. Chị Linh nghĩ sao thể lòng Sơn Đỉnh? Mình biết thấy rồi. Thôi những vị đó thì mình không có bàn luận đến, bởi vì là mình cũng chưa gặp bao giờ và mình cũng không biết là thực hư như thế nào. Nói chung là nghe thì đồn thổi là bậy bạ lắm, nhưng mà thôi thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng thôi. Tất nhiên là đôi khi ông bậy bạ nhưng mà ông vẫn làm được việc cho người khác. Nhưng mà đối với đa số mọi người thì ông bậy bạ ra. Cậu bé đỏ ơi, nếu mà bạn có cái câu chuyện nào mà về ở bên Hoàng Hoa Thám ấy, ngõ 420 đó, đúng không? Thì bạn có thể nhắn tin gửi cho mình nha. Ở bên đó thì có rất nhiều câu chuyện ly kỳ. Mình nghe được một câu chuyện thôi từ một cái chị khách hàng của mình, thì chị đã gặp rồi, là có thật. Thì mình đã kể ở trên kênh của mình rồi, các bạn có thể nghe lại câu chuyện đó nha. Cảm ơn Hoàng Hòa nha. Tú Anh, điện của chị ở 132 Cầu Giấy nhá. IG của mình là ủa bình luận kiểu gì nhỉ mọi người? Ôi thôi chết, mình còn không biết bình luận. À đây, cô bé cũng là cô bé Hà Nội nha. Mọi người muốn theo dõi mình ở trên IG thì mọi người có thể theo dõi cái cô bé Hà Nội này của mình nha.
cái câu chuyện quỷ có con với quỷ đấy, có thai với quỷ đấy, câu chuyện ngay 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 mình mới up mà. Hôm qua mình up thì chắc là mọi người không xem được, sao flop lắm luôn, mọi người có 2.000 lượt xem à, khó hiểu luôn. Chị ngồi một góc kể chuyện cũng sợ, thi thoảng mình kể những câu chuyện thì mình cũng sợ lắm, không phải lúc nào mình cũng gan đâu mọi người. Mình sợ xem chuyện, xem phim kinh dị lắm, thật ra là mình sợ cái hiệu ứng nhiều hơn ấy. Còn có những câu chuyện nghe rợn người thật. Hôm trước mình đi Đà Lạt thì mình nghe cái anh tài xế gốc Bắc, anh ấy người Bắc Ninh, anh kể nhiều chuyện hay lắm. Ở Bắc Ninh nhiều chuyện lắm, mình có một cậu em ở Bắc Ninh, nhiều chuyện hay lắm, để mình phải tổng hợp lại rồi mình mới kể cho mọi người được. Điện chị là Phúc An Linh Từ nha. Nhà chị có ngài trấn mà chị vẫn sợ. Nói thì tất nhiên là vẫn sợ rồi. Nhưng mà mình biết là, mà thực ra là những cái nơi mà thờ đền thờ điện ấy thì khả năng gặp người âm còn nhiều hơn chứ. Nói chung là người âm thì cũng như người trần mình thôi, cũng có người này người kia, có người họ lịch sự lắm, đến này họ còn chào mình cơ mà. Còn cũng có những cái người mà người ta cũng ghê, cái chuyện kể như này cũng kinh này. Hôm trước trước cái ngày à sau ngày 15 âm lịch vừa rồi đấy, thì tự dưng buổi sáng ngày hôm đấy con trai, nghĩa là sang ngày 16 17 con trai mình nó xuống, nó bảo là con trai lớn, nó bảo là mẹ ơi đêm qua con mơ sợ quá mẹ. Bảo con mơ gì? Con mơ thấy ở dưới tầng 1 ở trong bếp có một cô tóc dài, mà cô ấy cao lắm, người cô ấy gầy gầy cao cao lắm. Thì trong mơ là con ngồi ở sofa, em cá là thằng út nhà mình đấy, cô ấy gọi em cá ra, xong cô cứ kéo tay em cá, thế là con hãi quá, con mới giật ngược em cá lại về phía con. Xong rồi cô ấy còn dọa cái gì ấy, thằng cá nó cứ khóc thôi. Thế con sợ quá, thế con giật ngược thằng cá lại. Con mơ đến thế thì con tỉnh dậy. Mà trong giấc mơ con sợ lắm, vì là nhìn cô ấy không rõ mặt mũi, người cứ mặt thì trắng ởn ra, mà tóc thì dài, rồi là cô ấy cao, cao ơi là cao hơn cả mẹ. Thế mình nghe xong thì mình cũng hãi, mình bảo là hay là con lo lắng cái gì đấy, thì con mơ thấy ma thấy quỷ thôi, chắc con không sao đâu. Thế là đến tối hôm nay nó bảo là hy vọng là đêm nay con không mơ thấy ma nữa. Thì đến ngày hôm sau mình mới nhớ ra, mình kể cho em mình có hai em trợ lý, ra là ba em trợ lý làm mình với mình này. Bọn mình đây là văn phòng của mình luôn, tầng 2. Thế thì mình mới kể cho bọn nó. Thế thì cái Mai ấy, nó mới tái mét mặt, nó bảo chứ ôi chị ơi sợ thế, bởi vì là em vừa kể với Trinh sáng nay xong là trưa ngày hôm qua khi mà em nằm ngủ ấy, em mới giật mình, em mở mắt ra thì em nhìn ra bên ngoài phía cầu thang chỗ tầng 2 đến tầng 3 ấy, thì em thấy một người cao lắm, tóc thẳng dài đến đây, là con gái, nó cứ đứng nó ngó nó nhìn em này. Em dụi mắt mấy lần nhưng mà em vẫn nhìn thấy nó, thì em sợ, thì em sợ quá em phải chui vào chăn em nhắm mắt rồi là em đi ngủ. Thế em vừa kể với Trinh xong thì ngày hôm nay chị kể chuyện là thằng gấu mèo nó mơ thấy như vậy. Và mọi người biết như thế nào không? Sau cái giấc mơ ấy độ khoảng 3 4 ngày thôi thì con trai út nhà mình ốm. Tự dưng nó đang rất bình thường, nó không họng, nó không mũi, nó không bị làm sao cả. Đùng cái nó sốt cao lên tận 39 40 độ. Thì rất là lạ tại sao lại như thế, nhưng mà nó chỉ sốt một ngày thôi, mình cũng lên mình xin thánh, mình cũng kêu ngài là lạy ngài, thì bây giờ là có cái vong nào, vong âm nào mà là gia tiên tiền tổ của những cái vị khách mà đến đi lễ này, thì người dương mình đi lễ nha, thì vong âm nhà mình người ta cũng đi lễ theo mình đấy chứ không phải không đâu. Thì nhiều người người ta quý trẻ con, người ta cứ thích đến, người ta nhà trêu chọc. Nói thật với mọi người, đây là nhà mình thật, nhưng mà mình thờ thánh ở trên đầu thì nó cũng giống như đất đền ấy. Có thể là trong những cái gian phòng mình ở này thì là nơi riêng tư của mình, nó là nhà riêng của mình, nhưng mà đường đi lối lại nó giống như đất đền ấy, giống như đường đi lối lại các thứ, sân vườn các kiểu đấy, thì vong họ vẫn phải có cái đường để họ đi lên cửa điện họ lễ thánh. Nên mình rất là sợ, có khả năng là một cái vong âm nhà nào đấy của một gia đình nào đấy, người ta đến người ta nhờ việc. Tức là cái lúc mà mình mọi người đến lễ đấy, mà thi thoảng nghe những mình nói ra những cái mà mình nghe đấy, tiếng sang tai đấy, đôi khi là thánh sang tai và đôi khi là gia tiên, thì các bạn nói cho mình biết thì mình nói lại cho các bạn thôi. Thì họ đến, hoặc là đơn giản họ không phải đến sang tai mà họ chỉ đến là họ lễ thánh thôi, thì họ thấy các bé nhà mình, các ú nhà mình nó đáng yêu thì họ thích, họ trêu chọc thôi. Thì gặp cái hiện tượng đấy, thằng cá nhà mình nó sốt đúng một ngày, nó sốt một ngày một đêm nó sốt nha. Thì mình mới sợ, mình giật mình, rồi là lay lắt mấy hôm sau thì mình cho con đợt 30/4 1/5 mình cho con đi lên Sóc Sơn chơi ấy, thì lên đấy thì lại chả ốm sốt gì nữa, trộm vía. Thế là mình mới thấy lạ mà.
Thế là thành ra là từ hôm đấy đến giờ về thì cũng không thấy các con nó mơ hay là gì cả, nhưng mà trẻ con thật sự nó rất là nhạy. Có khi là cái vong đó họ đến họ lễ thánh thôi thì họ quý con nhà mình thì họ trêu thôi, đấy là chuyện bình thường đấy. Chị kể chuyện của con với quỷ đi, em nghe câu chuyện ở trên clip của chị nha. Nhất là ma xó tóc dài à, nói chung là ma xó thì mình gặp rồi, không biết mọi người gặp ma xó như nào. Nhưng mà ma xó thì đợt ngày xưa công nhận là ở Hoàng Hoa Thám nhiều ma thật. Ngày xưa mình ở Hoàng Hoa Thám mà, mình không lạ gì. Bảo sao ngày xưa có cái câu chuyện những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám mọi người nhớ. Hôm nay đi ăn chay, được tặng cái cốc mọi người ạ. Cốc nhấp nháy, rất đẹp. Thấy buồn cười, vừa uống nước lại vừa có đèn. Thế mọi người biết nào không? Ma xó ấy, mình thấy người nó dài ngoằng, nó gầy đét à. Trông nó như kiểu cái xác khô ấy, mà lưng nó dài lắm. Nó cứ cuộn tròn vào như là nó giống như là kiểu cái bào thai đấy, nhưng mà nó to chứ nó không bé. Cũng có những con ma xó bé, nhưng mà mình nhìn thấy ma xó 2 lần thì nó y như nhau, nó đẹp xỉ à, nó như kiểu là cái bộ xương kiểu da thịt nó bị khô vào rồi ấy, sợ lắm. Cái video mình để tên là có con với quỷ nha, có thai với quỷ nha, mới nhất luôn á, 1, 2, 3, cái video thứ tư đó mọi người có thể xem nha. Ma gà thì ngày xưa nếu mà để mà nói về ma gà ấy thì phải tìm nhà văn Bố Láo. Bạn này bạn ấy có một thời gian dài bạn ở trên đó, thì bạn ấy cũng rất là hay kể cho mình nghe câu chuyện với ma gà. Ma gà thì thường là nhà người ta sẽ nuôi một cái chum ở trước cửa đấy. Đấy là theo mình nghe thôi chứ còn mình chưa gặp ma gà bao giờ không biết. Rồi là họ sẽ cống một con gà vào cái chum đấy. Còn ma gà hình dạng như nào thì thực cũng không ai biết, nhưng chỉ biết là con gái cái nhà nuôi ma gà nó rất là xinh. Thật sự nó rất là xinh nha. Nụ Phạm à, lịch live stream của mình là 21 giờ ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh Cô Bé Hà Nội nha mọi người. Đúng rồi, cái đúng rồi đấy, trông ma xó là mình nhìn thấy nó như xác Ai Cập ấy, đúng thật sự người nó gầy đét nó khô như thế. Mà con ma xó nó có đặc điểm như này nhá, người ta nuôi nó ở trong nhà. Mình không biết là họ sẽ nuôi nó như nào, nhưng mà nghe nói để nuôi ma xó ấy, thì thường là lại phải dùng bằng người thân ở trong nhà. Ví dụ như là nhà để có thai nhi mà chết thì sẽ lấy cái bào thai đấy để nuôi, hoặc là như người thân ấy, ví dụ ông bà bố mẹ hoặc là vợ chồng mà chết thì lấy cái thân xác đấy, hoặc con cái mà chết thì lấy cái đấy bỏ vào trong một cỗ quan tài để ở góc nhà niệm xong rồi nuôi. Mà khi những cái nhà nuôi ma xó người ta cứ mở cửa tang hoang à, đi vào nhà nhá, đi vào nhà đầu tiên ấy là nó sẽ đếm một, sau đấy nếu mà mình nó cảm thấy mình là người nguy hiểm, mình sờ vào cái này cái kia của nhà nó nha, thì bắt đầu nó đếm 2, và khi mà mình thó cái gì của nó về ấy, nó đếm 3 ấy, là coi như nó bẻ cổ mình quẳng luôn nha mọi người. Đấy là mình nghe như vậy, còn còn không biết là thực hư như thế nào vì thực sự là chưa gặp bao giờ thì không thể biết được, chỉ có nghe lại và kể thôi. Đấy, như là bạn Hòa bảo không phải quan tài mà là khúc gỗ, thì mình cũng nghe thấy một cái vụ như này. Thật ra là câu chuyện này của cái Mai em mình nó kể ấy, là ông thầy dạy cấp 2 của nó ngày xưa kể cho bọn nó nghe câu chuyện về năm chú bộ đội. Thì thời đấy bộ đội kiểu dạng như hành quân kiểu đi rừng ấy, hình như là vào thời bình rồi thì đi rừng, thì lên thời kỳ đất nước đổi mới ấy, thì đi lên khu vùng cao thì cũng hành quân kiểu dạng như là chả biết như nào hành quân hay như nào, thì đêm đấy là đi qua rừng thì lại vào tá túc nhà của người đồng bào ở trên đấy. Thì nhà này người ta cũng thết đãi, nói chung là người ta cũng thân thiện lắm, thết đãi thịnh tình lắm. Thì ông ấy kể là ở trong cái góc nhà đấy ấy, thì có một cái nó như là một cái quan tài ấy, không biết là quan tài nó khúc gỗ gì đấy thì họ 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 nuôi nào thì mình không biết, nhưng mà họ để trong đấy nha. Thì năm chú bộ đội thì nằm trên một cái phản, dàn ra nằm trên một cái phản. Thế thì đêm đêm thì cái ông thứ hai ấy, ông nằm thứ hai ông giật mình tỉnh dậy, thì ông mới mới thấy cái người ở bên cạnh ấy. Ông nghe tiếng lạch cạch như tiếng mở nắp ra, thì ông mới mới thấy là cái chú mà nằm bên cạnh ông ấy là chết rồi. Và thậm chí ấy, là cảm giác có cái sự nhồn nhột ở bàn chân ấy, kiểu nó liếm chân ấy mọi người. Không biết là ma cà rồng hay là ma xó nữa, nhưng mà khả năng cao là ma xó thì nó liếm chân cái ông bộ đội đầu tiên. Thế thì ông này ông nằm im nín thở, ông bảo thôi bỏ mẹ rồi.
mà không hiểu nó liếm thế nào mà nằm im mà đi trong lúc ngủ. Thế ông ấy hãi. Thế là ông ấy lúc mà nó lạch cạch một lúc nhá, thì xong rồi nó lại chui lại vào cái quan tài đấy. Thì ông biết, ông ấy bắt đầu là ông ấy đẩy cái xác của ông anh bộ đội thứ nhất, ông đẩy vào chỗ ông nằm, ông đổi chỗ vào cái xác đấy. Thì một lúc sau nằm nín thở lại nghe thấy tiếng lạch cạch lạch cạch cạch, thì lại thấy cái bóng đen xì nó đi ra, mà lại cứ cảm giác như có cái gì đấy nó nhồn nhột nhồn nhột ở chân, nhưng mà nó nhột nhột nhạt một tí thôi. Thì nó lại sang, hóa ra nó liếm chân của cái xác mà nó đã từng liếm rồi bên cạnh, rất là kinh. Thế sau lúc đó ấy, thì nó lại chui lại vào cái quan tài đấy. Thế là ông ấy mới gọi những cái chiến sĩ còn lại dậy, gọi các chú dậy, bảo là các anh em dậy đi, cứ luân chuyển cái xác đấy vào vị trí thứ ba. Thì cả hội nằm im lại nghe thấy cái con ma, cả cái con ma sói hay con gì đấy, nó lại lạch cạch nó thò ra, nó liếm tiếp. Cứ một lúc, cứ độ khoảng một thời gian thì nó lại mò ra liếm tiếp, nó liếm xong lại chui vào. Thế khi mà nó chui vào thì các chú ấy lại đẩy tiếp cái xác vào vị trí thứ tư, rồi vào vị trí thứ năm, mà sợ lắm. Nó lần lượt nó đến hết 5 người thì nó chui luôn vào trong cái cỗ quan tài và nó không chui ra nữa cho đến tận sáng. Thì đến sáng, 5 chú này sợ quá, tái mét cả mặt, mới trốn đi luôn. Không chờ gia chủ mở cửa đâu mà hơi dạng dạng sáng một cái là trốn luôn. Thì đấy là cái câu chuyện mà cái Mai em mình nó kể. Thì mình kể lại cho các bạn thôi. Còn cái câu chuyện này là nó bảo là ông thầy dạy cấp 2 của nó kể, thì mình cũng không biết là độ chính xác là bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà thực sự mình cũng nghe câu chuyện ma cà rồng liếm chân rồi, nên là mình cũng không biết được là cái con ma ở trong cái cỗ quan tài đấy, ở trong câu chuyện đó, thì nó là ma sói ma cà rồng nữa. Ma só nó theo mình về thì chị cũng không biết đâu. Thật ra là cái con ma só ấy, chị nghĩ là ma só với âm binh. Ma só là kiểu nó ở xó xỉnh ấy. Nếu mà nhà thầy nào mà nuôi ma só nha, thì thường là nhà người ta rất nhiều rác. Ví dụ xem bói ma só là nhà sẽ có rất nhiều rác, người ta cứ vun rác vào một góc ấy, rồi cứ xem thì rác nó cứ gọi dạng như là cái đống rác nó cứ vơi dần đi, không hiểu tại sao. Thế là mình cũng nghe một câu chuyện ma só ở dưới Hoài Đức, thì mình đã kể ở trên kênh của mình rồi, các bạn có thể nghe lại nha. Người ta, chị cũng không biết là người ta gọi là phì phông, phí phông hay là gì. Thật sự mình không biết đâu. Mình cứ thấy hay thấy gọi coi con ma cà rồng là con phí phông, nhưng mà có người lại bảo không phải là phí phông đâu, nó là phì phông. Thì mình thôi chỉ cứ nói nôm na là con ma cà rồng đi cho nó dễ nha. Bạn nào mà có, hello em túm mi của chị. Bạn nào mà có những câu chuyện về phì phông này, hay là ma só, hay là ma gà, hay bất kỳ một cái loại nào đó mà những trải nghiệm mà các bạn đã nghe hoặc là các bạn đã gặp, thì các bạn đừng ngại các bạn chia sẻ cho cô bé Hà Nội nha. Để mình làm cái kênh của mình phong phú hơn. Và những câu chuyện các bạn thì mình sẽ lên dần bằng các clip, giống như là bây giờ mình đang làm này, mọi người gửi email cho mình rất là nhiều, nhưng mà nhiều bạn thì không biết gửi email, nên là các bạn cứ nhắn tin trực tiếp qua TikTok cho mình, hoặc là nhắn qua IG cho mình nha. IG của mình là cô bé Hà Nội luôn nha. Chị chưa được nghe ma bình vôi chú bé đần. Sorry em, nhưng mà em đặt tên đấy, chị phải gọi em là chú bé đần thôi. Nếu mà có câu chuyện về ma bình vôi thì nhớ kể cho mình nha. Hôm nay trời mưa đó mọi người. Bạn nào mà đang mở cửa sổ thì chịu khó đóng cửa và không mưa, hát hết vào giường, không ngủ ở đâu nha. Có bạn hỏi là hầu đồng phải học múa không? Thật sự là không phải học nha mọi người. Lúc mà lên thì không hiểu sao là gọi là thánh dậy thôi. Mình giống như là có lẽ là ở những cái kiếp trước hay kiếp nào khác thì mình cũng đã từng hầu ngài rồi. Nó là cái tiềm thức của mình. Thật sự chắc là nó là cái tiềm thức, chả phải học đâu. Tất nhiên là quan thầy cũng sẽ dạy cho mình những cái lề lối. Ví dụ như là đến giá quan thì mình phải như thế nào, rồi là đến giá chầu như thế nào, giá cô, giá hoàng như thế nào, giá cậu như thế nào. Tất nhiên là quan thầy cũng sẽ dạy, nhưng mà khi mà lên hầu thánh ý, thì không ai học múa cả. Bây giờ thì mình cũng thấy rất là nhiều nơi họ bảo rằng là
cũng nên học múa để cho tránh những tình trạng mà đồng dở đồng điên ấy, lên sập múa như cò lả hoặc là lên sập nhảy như là Vina Hay ấy, thì nó làm mất đi cái nét đẹp tâm linh. Nên là nếu mà bạn nào thật sự là cũng ra trình đồng mở phủ mà các bạn không biết những nghi lễ như thế nào thì các bạn cũng nên là tham khảo ý kiến đồng thầy, hoặc là chịu khó mình học dương, tức là mình đi khâm trực cửa thánh, đi dự hầu nhiều vào, mình nhìn quan thầy này, nhìn đồng anh lính chị mà học thôi. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhà em trải qua nhiều khi bị bịt mồm không nói được. Hinata ơi, nếu mà có những câu chuyện hay thì em nhớ nhắn tin kể cho chị nha. Thầy bói nuôi âm binh thì thường là thật ra nhá, mình có một cái kinh nghiệm như này này, nhưng mà chắc là chỉ có thể nhìn thấy khi vào tầm chiều chiều thôi. Thầy bói mà nuôi âm binh ấy, đôi khi là họ sẽ dẫn binh ra chợ mọi người ạ. Họ cứ cuối cuối chợ tầm độ khoảng 12 giờ, cái tầm mà hoặc là cái tầm mà thịt ôi ấy, giữa trưa hoặc là sẩm tối ấy, họ đi ra chợ. Sau này họ sẽ trả rất nhiều tiền để mua cái sạp thịt ôi đó, để là họ cho quân ăn, để họ nuôi quân. Thì có những thầy mà cứ đến tầm nhập nhọa ấy là sẽ luyện quân, rồi là vứt gạo muối hoặc là vứt cái gì đấy thì mình không rõ, tại vì là mình không có nuôi âm binh nên mình không biết. Đây là mình nghe kể thôi, thì mình kể lại như vậy thôi. Thì thường là sẽ có những cái trường hợp như thế. Còn thầy nuôi âm binh thì mình cũng không biết nữa, tại vì chính mình ngày xưa còn bị đồn là nuôi ma xó, nhưng mà thực sự là mình không có nuôi ma xó nha. Mình nếu mà các bạn bảo mình nuôi ma xó với nuôi âm binh, các bạn đánh giá mình cao quá rồi. Mình chỉ đơn giản là nói thật là nhiều nhà ấy, gia tiên nhà các bạn thiêng lắm, thiêng cực luôn. Tức là mình có nói được cho các bạn việc hay không ấy là do gia tiên nhà các bạn. Ví dụ như là các bạn đi đến, các bạn thỉnh gia tiên đi theo, hoặc là gia tiên nhà các bạn có người đi hầu cửa thánh gọi là ma khôn ấy, thì họ mách hết việc trong nhà, nghe hết. Nhưng mà có những nhà đến 5-7 lượt cũng không được việc gì. Có thể những bạn đấy thì sẽ chê, sẽ bảo là à cô đồng này nói thì hay nhưng chả biết cái gì. Nhưng thực sự là người nhà các bạn chả ai đến, cũng chẳng ai nói cho mình câu gì, thì mình cũng chịu thôi. Cho nên là nếu các bạn hỏi mình có biết xem bói không, mình nói luôn là mình không có xem bói. Chỉ có thánh, thánh cô nhà mình là ngài xem thôi. Ví dụ như là ai mà ngài quý ấy, thì đến ấy, có việc gì ấy, ngài hay báo trước. Này, sắp tới nhà mày có việc này đấy, chuẩn bị lo đi. Này, nhà mày có người này như này như này đấy, thì là thường là cô bảo. Còn thí dụ nha, biết nhà bạn như thế nào này, hay là đất nhà bạn ra làm sao, hay như thế nào đấy ấy, thì mình nói luôn là toàn gia tiên thì các bạn nói cho mình đấy. Chứ còn thánh thì tất nhiên là ngài trăm công nghìn việc, ngài phải yêu ai lắm, ngài mới sang tai lai tiếng, ngài mới nói cho. Chứ còn bình thường mà đến cửa đền cửa điện toàn gia tiên thì các bạn đi nói cho mình hết à. Ui, Bình Nguyễn ơi, Bình Nguyễn có việc, có chuyện gì hay thế, nhớ kể cho mình nha. Cũng không phải là cứ thầy nuôi âm binh có bắt hương ở cổng đâu. Nhiều thầy mình biết nuôi âm binh nhưng mà họ chả có bắt hương ở cổng đâu. Mỗi lần mà đi hành pháp à, mình thấy binh của họ à, đứng từ trong nhà khách đứng tràn cả ra ngoài. Thậm chí là mình còn đã từng đi ngồi ăn nhậu uống bia với mấy ông thầy thì mình cũng chả lạ gì. Họ không nuôi bắt không có bắt hương ở cổng đâu nhá, tùy nhà tùy pháp môn, không phải nhà nào cũng vậy đâu. Tất nhiên là nhiều thầy nuôi âm binh họ nuôi vì mục đích tốt, hoặc là binh được kế thế, ví dụ như là được kế thế từ sư phụ, được kế thế từ ông cha đi trước thì họ phải kế, chứ không thì binh đó không biết để làm gì. Rồi là họ cũng dùng binh để làm những cái việc ví dụ như là trấn vong trục tà các kiểu là họ có làm, nhưng mà thường là mình gặp pháp sư nuôi binh nhiều hơn, chứ còn đồng thì mình không biết và mình cũng chưa gặp ai nuôi binh là đồng cả. Đúng rồi, thường thầy cúng pháp sư phù thủy họ nuôi binh nhiều, chứ còn làm đồng như mình gọi là đồng đồng âm đồng bói đồng thầy kiểu mình thì không 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 ấy. Vì cái công việc của mình nghe thường là giúp bách gia chăm họ theo đúng kiểu là người có căn số đến thì giúp, rồi là ai mà có số đi ra trình đồng mở phủ thì mình giúp những cái người như vậy, hoặc là con nhang đệ tử đến mà sở cậy ví dụ như là có công có việc trong nhà mà gia tiên tiền tổ họ mách cho mình ấy thì mình báo cho các bạn thôi. Đấy, người ta gọi là đồng âm đồng bói thôi, chứ còn mình thì không không có làm pháp cho nên mình không biết. Còn thường ấy thì ngày xưa mình cũng bái sư đi học thầy pháp chứ không phải là mình không học. Mình
có pháp môn hẳn hoi chứ không phải không học. Có điều là nữ thì không hành những cái pháp như là trấn âm rồi là trục tà các kiểu là không làm, bởi vì là nữ là âm nhiều, không thể dùng năng lượng âm để trấn âm được. Mà nữ ấy, nếu mà làm pháp làm âm ấy thì chỉ có là thỉnh các vị ở bề trên xuống, đây là thỉnh mời nhá. Còn pháp sư thầy cúng mà họ gọi dạng như là họ có phép ấy thì là họ lệnh. Chứ còn như mình là mình thỉnh, mình mời các vị ấy xuống là cứu mình, giúp cho gia chủ, gọi là kêu cầu. Cho nên là như những người là nữ thì họ sẽ thường đi làm độ dương thôi. Ví dụ như là họ đi bốc ban thần tài, họ cúng tạ đất hoặc là mồ mả, thì một số người vẫn đi cúng tạ mộ được. Tóm lại là làm những cái lễ rất đơn giản thôi. Chứ còn trục tà rồi là trấn âm rồi các thứ thì thường là phải pháp sư là nam, chứ nữ không làm được nha. Thôi, mình nghĩ là cũng đã muộn rồi. Bây giờ cũng đã 10 giờ 22 rồi mọi người ơi. Thôi, đã đến giờ mình phải cho con trai đi ngủ rồi. Nên là hẹn mọi người vào ngày thứ 3 tuần sau nha, ở trên kênh TikTok của Bài Hà Nội nha. Còn nếu mà các bạn mà muốn giao lưu nhiều hơn, các bạn muốn thi thoảng có những cái mẹo hay hay về phong thủy á, thì các bạn có thể vào nhóm của mình, đó là nhóm Tĩnh Vân Cát, nhóm của Bùi Linh. Thì mình cũng xin giới thiệu một chút là mình thì ngoài công việc làm solo content ra, tức là mình làm nhà sáng tạo nội dung, nhưng mà mình không có ekip, mình làm một mình thôi, mình cũng không có vào công ty nào cả. Thì những cái vấn đề như là những câu chuyện mình kể với các bạn ấy, thì nói thật là mình đều phải đi mua tác quyền. Và tác quyền này là mua bằng tiền nha. Còn mình thì cũng mong là nếu mà bạn nào mà các bạn có nhu cầu, các bạn mua những cái sản phẩm để tặng người thân, tặng bạn bè, hoặc là đơn giản như các bạn muốn mua một ít trầm hương để các bạn xông ở trong nhà, rồi là các bạn tẩy uế cửa hàng, hoặc là đang vận mà hơi kém, mình muốn là một chút gì đấy niềm tin về cái sự may mắn, tẩy hoặc là đốt những cái vía mà không tốt đi, thì các bạn có thể cân nhắc, các bạn ủng hộ mình để cho kênh của mình, thứ nhất là mình vừa có kinh phí mình duy trì kênh, cái thứ hai là thôi thì mình cũng nói luôn, mình cũng phải đi làm để mình kinh doanh, mình kiếm tiền, mình nuôi gia đình. Ở đây thì mình cũng rất là mong là các bạn, nếu mà các bạn yêu quý Cô Bé Hà Nội, mà đến lúc mà một cái duyên nào đấy các bạn có những nhu cầu thỉnh những cái vật phẩm đó, thì trong trăm người bán vạn người mua, mà trong hàng trăm người ngoài kia, các bạn có thể cân nhắc, các bạn lựa chọn mình được không. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và mình xin chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ, một đêm ngon giấc, và một sáng ngày mai làm việc thật hiệu quả, vì ngày mai là ngày cuối tuần rồi. Chúng mình làm nốt ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật chúng mình xóa thôi. Bye bye cả nhà nha. Và ngày mai 18 giờ mình sẽ re-up cái phiên live stream này trên kênh YouTube Cô Bé Hà Nội nha. Các bạn có thể tìm phở bò nhóm Tĩnh Vân Các, nhóm của Bùi Linh của mình, hoặc là IG của mình là Cô Bé Hà Nội nha. Bye bye mọi người, để chúng mình giao lưu được nhiều hơn nha. Tạm biệt mọi người.